lăn lộn hoài mà người yêu chưa xuất hiện vậy ta? Có nên lộn nữa không? Không nên. Xàm quá. Có khả năng ngồi đây chờ sẽ đỡ xàm hơn. Ôi con tê giác một sừng bé nhỏ của anh, sao lần nào xuất hiện em cũng hốt hoảng quá vậy? Ôi con trâu điên hai sừng của lòng em, tại vì em đánh phủ đầu đó anh. Xã hội bây giờ loạn lạc quá mà, cướp tràn lan, em phải la phủ đầu như vậy cho nó tưởng là em bị cướp rồi, nó không cướp nữa. Tốt. Em. Anh. Em đẹp quá. Ôi anh lạ lắm. Em đẹp lắm. Dạ anh lạ quá. Em đẹp lắm. Ôi em biết mà, anh lạ lắm. Em đẹp lắm. Dạ anh cũng lạ lắm. Chóng mặt quá. Em. Dạ. Em chờ anh lâu chưa? Dạ. Ủa là anh tới đây trước em à? À anh nhầm. Dạ. Em đợi anh lâu chưa? À anh nói y chang như cũ đó anh. Em đã để cho anh đợi 4 phút 59 giây và sau khi em nói xong câu này đã tròn 5 phút anh à. Thay mặt cho bà con nội ngoại, hàng xóm, cùng gia đình, anh thành thật xin lỗi em. Ôi anh ơi, anh rủ cả dòng họ anh ra xin lỗi em vậy đó hả? Thế nó mới chân thành em à? Dạ, anh em. Ơi, anh hẹn em ra đây có chuyện gì không? Em, anh mới đọc được một mẫu tin casting phim. Phim hả? Phim gì? Một bộ phim tầm cỡ quốc gia, quốc tế, trái đất. Tổ chức ở xã mình. Mà phim gì vậy anh? Đây là một bộ phim xã hội đen sặc màu hành động. Tự gì vậy anh? Chú heo con ở bản đôn. Ủa anh, hồi nào giờ em nghe nói là chú voi con ở bản đôn, em nào có biết là có heo đâu anh à? Bản đôn bây giờ nó nuôi cả heo em à? À vậy nhưng mà quan trọng là, dạ, quan trọng là có một cái vai nó cực kỳ sang chảnh, cực kỳ lịch lãm và vô cùng bốc lửa. Bốc lửa? Vai gì vậy anh? Cô bé bán diêm. Anh ơi, cô bé bán diêm mà sao gọi là bốc lửa vậy anh? Bán diêm, bỏ que diêm ra, quẹt một cái, cháy bản đôn, bốc lửa. Em bán diêm đi em. Em thử vai luôn đi. Bây giờ là em phải tập đó anh. Trời, cái đó là để em cố gắng nè. Em tập đi em. Dạ, bây giờ em đi bán diêm nha anh. Dạ. Ai mua diêm không? Cho em hỏi, mua diêm không? Thôi, cái này đâu phải bán diêm. Chứ bán gì anh? Bán dâm. Ủa sao tại anh? Ý anh nói là em đi bán diêm gì mà cứ như kiểu em đi bán em luôn ấy. Chứ phải làm sao anh? Bán diêm nó phải như thế này nè em à. Anh chỉ cho em đi. Em là cô bé bán diêm. Em đói quá, em lạnh quá, em quẹt một que diêm. À, bố đã về. Em quẹt hai que diêm. À, mẹ đã về. Em quẹt ba que diêm. À, cháy nhà. Đó. Như thế là mới bốc lửa em ạ. À. Dạ, anh tài ba và xuất chúng quá. Anh ơi, nếu như mà em cast vai đó rồi anh cast vai gì? Anh sẽ cast một vai cực kỳ tri thức. Tri thức hả? Hợp với anh lắm đó. Vai gì vậy anh? Bán báo dạo. Anh bán báo dạo sao anh gọi là tri thức vậy anh? Em ơi, bán báo ấy là mình đi bán tri thức cho người ta. Dạ. Mà đi bán được tri thức cho người ta thì mình phải có tri thức. Dạ. Mà ai là người có tri thức? Ai? Ai? Thằng bán báo dạo. Anh bán báo. Lady and gentlemen, Mạc Văn Khoa xin kính chào quý khách. Tôi là phóng viên của báo cô, báo chú, báo cha, báo mẹ, báo động. Sau đây tôi sẽ gửi tới các bạn một bản tin
của một xóm rất nhỏ cạnh một làng rất nhỏ. 19 giờ chiều ngày hôm nay, một con bò cái có tên nguyên trong giấy khai sinh là Anla Satanya Halak Chama. Làng bò là Việt kiều Australia. Sau khi đánh tung gióng chuồng, đi theo dõi chồng và bắt gặp chồng mình có qua đêm với một số con bò mái ở làng bên, bọn ta đã quyết định phi ngay ra quán photocopy, photo ngay một lá đơn ly dị, rồi về dí dao cạo râu vào cổ chồng, bắt chồng mình là bò đực Peter Sóc Ký rồi bỏ chuồng ra đi. Đặc điểm nhận dạng, đây là một nàng bò mái rất xinh gái, cao 1m2, nặng 200 pound, thân hình eo ả trắng trẻo, rất thích dùng hàng hiệu, thích ăn các món ăn ngon, đặc biệt là bim bim và kẹo mút. Vậy ai biết dấu tích hay là dấu chân bò ở đâu, hãy liên hệ ngay chúng tôi, Ban Thể thao Giải trí Thông tin Kinh tế Đài Tìm Bò Việt Nam. Tôi là Mạc Văn Khoa, chúc các bạn ngủ ngon. Đó em, anh bán báo đâu em? Anh ơi, anh thiên tài đó. Đó, anh tuyệt vời. Mình bán như thế rồi mình sẽ cast được cái phim này. Rồi, đúng rồi. Bây giờ mình đi anh, mình đi cast đi. Mình đi cast. Em. Ủa chứ sao? Mình phải tập nhảy nữa. Ủa anh bán báo với bán diêm mà sao phải tập nhảy để làm gì? Nhảy để gây sự chú ý, gây sự chú ý em à? Rồi, nhưng mà anh rồi. Không biết nhảy. À, không, em có thể chỉ anh. Ủa, em chỉ hả? Đơn giản lắm anh à. Tay anh đâu? Tay anh đây. Đây tay em đây. Eo em đâu? Eo em đây. Nhảy đi em. Nhảy đi nè. Anh ơi, anh nhảy cũng tài năng lắm đó. Bây giờ là đủ rồi, bây giờ mình đi thôi anh à. Được rồi. Em chưa. Chứ sao? Ý anh không phải là nhảy như thế mà. Chứ nhảy chứ gì? Chứ không phải nhảy như thế. Chứ nhảy sao? Nhảy lâu. Ủa gì kỳ anh, sao mà cái vai của mình nó tan nát, nó thảm thương vậy anh? Đấy là sự trả giá cho việc bán diêm đốt cháy bản đôn em à. Ủa vậy không, nhưng mà em nghĩ là nhảy lầu không nên tập trước đâu anh à. Mình làm một phát ăn ngay anh ơi, tập có khi mình không có cơ hội đóng phim đâu anh à. Ừ đúng, vì vai diễn mình có thể hy sinh tất cả em à. Đúng. Và rồi, khi mình hy sinh tất cả, mình sẽ được nổi tiếng. Mình nổi tiếng rồi, anh hào quang sẽ ùa vào tới mình. Đúng và rồi. Mình nổi tiếng, lúc đó tiền bạc sẽ vây quanh mình. Em ơi, nhặt tiền đi em. Dạ, dạ, vâng. Lúc đó sẽ có người, nhiều người để ý. Rồi báo chí sẽ ùa vào. Báo vệ chiêu, em bảo vệ đi. Bảo vệ đừng để báo chí em. Bảo vệ đi 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 em. Báo chí có nhiều người nguy hiểm lắm. Họ sẽ tìm tới mình. Họ sẽ đưa những cái tin, những cái tin cực sốc em à. Rồi mình sẽ bị áp lực. Những cái thằng anh hùng bàn phím sẽ làm mình áp lực. Mình bị điên đâu em à. Đúng rồi, áp lực đó, xung quanh đó, nó làm phiền mình lắm á. Xung quanh nè, 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 anh hùng bàn phím đó, 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 chụp hình em đăng lên mạng. Em không okay, có như vậy, em không có như vậy, em không có như vậy đâu. Có, bình tĩnh lại, mình tĩnh lại. Lại đây ngồi. Bình tĩnh. Tôi đã nói em biết bao nhiêu lần rồi, tại sao anh cứ lên đây làm phiền cô ấy vậy? Anh biết rồi, anh biết đó, cô ấy bị áp lực từ dư luận. Anh là một người tỉnh táo mà cứ vào đây giả điên với cô ấy. Anh có biết là anh đang làm cho tình trạng cô ấy càng ngày càng nặng hơn không? Bác sĩ, thật sự là tôi chỉ muốn vào đây giả điên để hàng ngày được gặp cô ấy thôi mà. Tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó cô ấy sẽ tỉnh lại. Tỉnh lại? Bình thường hả? Bằng cách nào? Bằng tình yêu của tôi. Tình yêu? Cô ấy là ai? Cô ấy là bệnh nhân tâm thần, là một người điên. Mà người điên thì không biết yêu. Không, bác sĩ sai rồi. Bác sĩ chưa nghe bài Người Điên Yêu của Minh Hằng à? Tại sao chứ? Tại sao người tỉnh có thể yêu người tỉnh một cách điên cuồng như người điên cuồng, mà người điên cuồng lại không thể yêu người điên cuồng một cách tỉnh táo như người tỉnh? Bác sĩ có hiểu không? Bác sĩ hiểu rồi à? Bác sĩ vô trong đi. Trong người tỉnh. Trời ơi! Trời ơi! Riết của tôi điên giống hai người luôn quá. Không có điên với tỉnh gì đây hết. Nói chung là anh đi về, đừng làm phiền cô ấy nữa. Con trâu hai sừng của lòng em. Con tê giác một sừng bé nhỏ của anh. Anh ạ, em biết là em trốn tránh, nhưng mà em không nghĩ là anh có thể vì em mà giả điên cho cùng mỗi ngày như vậy. Em sẽ cố gắng, em sẽ đối mặt với sự thật, em không trốn tránh nữa. Cảm ơn anh.
về là em tỉnh rồi đúng không? Em sẽ mạnh mẽ lên. Chúng ta ra ngoài làm lại từ đầu nha. Mình đi anh. Không. Sao vậy? Em đi đi. Tại sao? Tự nhiên anh cảm thấy mình thuộc về nơi này. Vào đây giả điên để hòa nhập với em. Nhưng bây giờ anh nhận ra rằng anh bị hòa tan luôn rồi. Là sao anh? Là anh muốn sống ở đây em ạ. Nếu em yêu anh thật lòng thì vài bữa lại quay lại cảm hóa anh nhá. Bác sĩ. Anh ơi, như vậy là em phải yêu lại từ đầu đó hả? Đúng đó em. Ôi trời đất ơi, vậy là ai điên coi ta? Trời ơi, ai điên em tỉnh đi trời. Cảm ơn Mã Duy Ngọc và diễn viên Khả Như đã hỗ trợ cho phần dự thi của Mặt Văn Khoa. Em ơi, cuộc sống sung sướng quá, đi tiền nhiều quá, không biết làm gì hết. Hay là bây giờ mình lấy tiền mình rải ngoài đường cho người ta lụm đi, chứ tiền mình nhiều quá. Dạ, cần tiền. Ai? Em khổ lắm. Tại sao lại cần tiền? Em sinh ra vùng đất Hà Tiên. Ừ. Em rất bình yên. Em làm việc rất là siêng, nhưng không hiểu sao em cứ nghèo triền miên. Em sinh ra đâu? Dạ Hà Tiên. Vậy? Em có quen người con gái tên Liên, tính tình cũng hơi điên, ai cũng nói là Liên điên, nhưng em không nghĩ Liên điên. Em nghĩ đó là một sự hồn nhiên của một thanh niên, nó đứng trong công viên, nó say theo vũ điệu thần tiên, chứ điên đâu mà điên. Mọi người cứ Liên thiên, rồi Liên mới chê mong tiền, Liên bỏ em lên Tây Nguyên, tìm mong ra Liên em như một thằng điên. Cuối cùng em biết là hai vợ chồng nó có mùa mới, nó bán cá viên chiên hương vị sầu riêng Minh Lâm Xuyên. Thì nói tóm lại là bây giờ em ở Hà Tiên đúng không? Dạ đúng rồi, không có ba Hà Nội, mẹ Hà Tĩnh, đẻ ra Hà Tiên. Rồi. Đẻ ra đâu? Dạ đẻ Hà Tiên á, giờ cần tiền, không có tiền là không có làm đám cưới, là mất vợ mất con Liên bị điên đó. Không, nó con Liên không bị điên. Trời ơi. Quá. Có thể nhau ra. Cái gì? Hả? Buông cơ thể nhau ra. Tôi buông cơ thể thì người ta là vợ chồng với nhau cơ mà. Bu. Tại sao? Bu. Có ai dính líu gì nhau? Bu gì? Bu ca. Ai? Tại sao em bỏ anh? Cái gì? Anh là ai? Anh là người yêu em mà. Yêu ở đâu? Trời, em bỏ nhiều chồng quá em không nhớ hả? Không. Từ trước tới giờ là tôi chỉ có một người chồng này duy nhất thôi. Đúng đây rồi. Một người chồng lùn hơn tôi một cái đầu. Một chồng thôi. Anh yêu người ta anh phải xem xét kỹ lưỡng chứ anh. Xem cái kiểu gì? Anh yêu người ta anh phải dò hỏi lý lịch người ta xem người ta đã yêu ai. Sao anh là đàn ông mà anh dễ tính vậy? Ờ dò rồi. Dò là dò rồi chứ là ai mà tự nhiên vô chửi vợ chồng tôi xói xả rồi vậy em hả? Diễn nãy giờ em còn hỏi là ai nữa. Bây em giờ là bác em chứ. Cái gì? Người yêu em đó. Ai là người yêu? Bây giờ yêu ai không quan trọng. Yêu ai? Yêu. Ê anh chị ơi, đây là mới chụp em tấm hình này, đây đẹp quá đẹp quá. Anh chụp. Thôi khỏi chụp đi, buông ra. Bây giờ anh chị có hé nào cho em vay 20 triệu không? Em ơi, 20 triệu tiền đâu có. Nó giống cái kiểu mà ở ngoài đường á, người ta đưa cái điện thoại cho mình cầm bấm cái mình mê mang cái hỏi nhiêu tiền mình đưa hết á. Không, kiểu vậy á. Không phải như vậy đâu. Bây giờ có cho mượn 20 triệu không? Mà bây giờ em sẽ đi tự tử em chết. Sau đó người ta điều tra cái này là có dấu vân tay của anh chị trên đây nè. Ừ. Là cướp của giết người. Tì ly ly. Cướp của giết người. Tự ly. Không, giỡn đi. Ừ. Cướp của giết người. Mượn 20 triệu đúng không? Đúng. Mỗi ngày tôi đưa 2,000 được không? Trời ơi, nghĩ sao vậy? Em cần số tiền lớn là có công chuyện. Công chuyện gì? Em phải mua chó cảnh cho bạn gái em. Làm gì? Bạn gái em thích chó cảnh, bây giờ bạn gái em đi theo anh Diệp Tiên rồi, bỏ em rồi. Đúng. Nhà liệu chị... tiền nè. Chị ơi. Chị đây. Chị cho em mượn tiền đi chị. Trời ơi. Chị ơi, em là em của Diệp Tiên nè chị. Diệp Phi, chị ơi, chị cho em mượn tiền đi, 50 triệu thôi chị. Em đừng có xạo. Nếu như em là em của Diệp Tiên, em nói em tên gì? Em là Diệp Phi. Còn một đứa nữa, em nói thì Diệp Tiên của ta hai người em lận. Ai nữa? Còn một Diệp nữa, Diệp gì? Hiện tại chỉ có mình em thôi, em đang rất là cần tiền, chị cho em mượn đi. Không thôi là em mổ bụng em chết tại đây đó. Ủa sao tự nhiên nó đâm thầy nữa vậy? Bổ bụng là quay cây kiếm vô trong. Mày chỉa ra ngoài là dính thầy rồi. Chị ơi, chị thấy tại chị không cho em mượn tiền em mới đi đâm lộn người không? Nhưng mà em mượn chị cho em mượn tiền đi. Em không có cho mượn nữa. Nhanh lên chị ơi. Chị ơi. Ơi chị đây, sao kêu chị không vậy?
Tất nhiên là anh Diệp Tiên rồi. Em chính là em của anh Diệp Tiên, Diệp Vân. Mày xạo xạo, Diệp Vân ở đâu ra? Em của Diệp Tiên có tên Dầu Khuynh Diệp á. Thiệt mà, chị nhìn em đi. Anh Diệp Phi với anh Diệp Tiên dành hết đồ ăn của em rồi. Bây giờ em ôm tao bụng teo vậy nè. Rồi em, bây giờ em muốn gì? Em mượn 300 em đi mua đồ ăn em ăn đi chị. Thôi mượn 300 ngàn. 300 ngàn em mua đồ em ăn hả? Dạ đúng em rồi. Em ăn hết 300 ngàn em mập nổi không? Bây giờ nè chị kêu em ra nhà hàng xong rồi chị bày nguyên bài tiệc cho em ăn. Em đi về được không? Chị khỏi được 300 ngàn. Bây giờ nhanh lên em nè, còn có 19 giây là dạ, ăn cái gì nói. Cái gì đơn em súp cua được không? Dạ chị Buka. Dạ chào thầy. Em không phải thầy, em là em của anh em. Ủa hả? Dạ em là Diệp. Diệp gì nữa? Diệp Lục. Diệp Lục. Diệp Lục là Diệp gì? Diệp Lục đó. Dạ có bao nhiêu cái Diệp hay nó lấy hết rồi. Không lẽ em lấy Diệp nghỉ Tết thì kỳ lắm. Đúng rồi. Rồi Diệp Lục muốn cái gì đây? Dạ chị thấy em là chị biết em nghèo lắm rồi đó chị. Rồi biết rồi. Dạ khổ lắm, không có tiền mà mặc đồ như thần tài ra đường luôn rồi nè chị. Giờ làm sao? Dạ cho mượn tiền đi. Ôi em nghèo mà em đem vàng em nhận chữ em. Nghèo mà trên đầu nguyên cục bột tròn, cục đó ai cho? Nè cho ông nè. Đây là đồ giả anh ơi, mình phải tạo lòng tin với người ta. Đồ giả cũng lấy luôn, tại vì hai đứa tôi là ăn cướp. Rồi. Mượn cái kiếm đi. Bà chạy đi, nó hết giờ rồi, nó hết giờ rồi. Trời đất ơi, chị em ơi, chuẩn bị bánh kem và quà cáp sẵn sàng hay chưa? Bữa nay là tổ chức sinh nhật của một bé trong đoàn mình dễ thương lắm. Hát mừng sinh nhật nha, tôi hát trước, mọi người hát sau nha. Từ lúc quen nhau chưa nói một lời gì, tỏ tình ta mến nhau. Nhiều đêm ngắm sao mơ ước xuyên mình bên lâu, suốt đời tình thắm sâu. Nhớ thương đầy vơi mộng thấy ai mỉm cười, làn môi xinh tuyệt vời. Để rồi buồn ơi, ánh trăng soi còn đó, và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ. Yêu lần nào biết ra làm sao, biết trong tình yêu như thế nào. Sống sâu là bao, làm sao mà đo, thì người ta ai biết có dài lâu. Qua bao thời gian cái gì vậy? Cái bài của ta là bài sầu tím tiệp hồng, ra hát mà duyên phận là sao? Biết sao hát vô nhạc thôi chứ. Kệ đi, nó sáng tạo mà. Trời ơi, sáng tạo. Cái vụ mà làm bánh sinh nhật đâu? Bánh gì? Kem đâu? Bánh kem đâu? Bánh kem anh biết thấy đâu đâu? Đưa cho rõ ràng. Bánh kem. Trời ơi. Kem ta mạnh dấu rồi. Ai biết dấu cái gì? Quý yêu không à, bánh kem của ta cũng dấu nữa hả? Dễ thương ha. Trời ơi. Đẹp không? Ai mua bánh kem đẹp quá vậy? Cái gì mà đùm bé ngoại vậy bay? Nhớ mùa chớm chớm trước, mùa chớm chớm kỷ niệm biển bao nhiêu nồng thân. Có một chàng thiếu niên nơi đô thành tìm xuống dinh lòng thăm bạn hiền. Chào chị em bạn hiền. Dạ, chào chị. Chào chị. Làm gì âm sùm vậy mấy cưng? Dạ không có, tụi em nói chuyện chơi với nhau chút xíu à. Lệ Trinh Trinh. Dạ. Lệ Tân Tân. Dạ. Sinh nhật dạ. Xinh nhéo con nào? Em thề với chị là không có sinh nhật ai hết. Dạ. Hai liền, sinh nhật con nào nắm đầu ra đây cho chị. Con này nè. Sinh nhật của chị vậy mà bấy lâu nay chị quên mất. Chị tạ ơn mấy tỷ muội. Ăn bánh kem thôi. Ăn bánh kem nha. Ngon lành gì nữa đâu ăn.
người ta ra trả bụng người ta giấu rồi, mà chị ra chị chửi quá, chửi hết vui thôi nè chị. Ủa, ý là sinh nhật mình phải bất ngờ á hả? Chứ gì nữa. Không sao, làm lại. Chị giả bộ chị xóa sạch trí nhớ không nhớ vậy trơn hết trời hết trơn á. Chị vô nha, chị bước vô giả bộ chị không nhớ sinh nhật chị luôn, không nhớ biết tổ chức sinh nhật chị luôn á. Chị bước ra, giả bộ chị dắp té một cái. Khi em đỡ chị lên, em nói lời tha thiết. Chị ngã em nâng. Chị vừa quay vô đây cưng nói với chị một câu tha thiết. Happy birthday. Còn mấy đứa kia nó không làm gì. Vỗ tay. Đó. Nhớ kịch bản chưa? Dạ. Chị vô làm lại. Chị không nhớ gì trơn trời á. Vô. Mọi người ơi, đang làm cái gì vậy mọi người? Trời ơi. Mọi người đang làm gì vậy? Đâu làm gì đâu. Đâu làm gì đâu không à. Đi đâu làm gì. Không phải mọi người tổ chức sinh nhật cho chị hả? Mấy đứa ơi. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Đi 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 đi. Rồi 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 rồi. Rồi mấy đứa. Dạ dạ. Làm gì nữa nè? Ướt đi. Ướt đi chị vui. Cuộc đời chỉ khổ lắm. Ủa đang vui buồn nghe thì bấy. Buồn chứ em. Chị sanh ra như vậy chị buồn lắm. Hiểu mà. Chị mới bỏ nhà chị đi. Trời ơi. Chị làm đủ thứ công chuyện hết. Chị gom góp một số tiền, mở ra cái gánh hát này cho tụi em có nghề sinh sống. Dạ cảm ơn. Có phải dễ dàng kiếm tiền đâu phải không mấy đứa. Đáng buồn không? Dạ. Không nghe ăn vậy trời. Trời ơi, vui lên sinh nhật mà. Kể nghe, chị nghe cũng vui. Trời ơi, hát bánh kem hiểu không? Chị nhớ lắm cưng. Hồi đó ai cũng có một lần tổ chức sinh nhật trong đời mình mà. Dạ. Ai cũng có sinh nhật trong đời mình hết trơn hết trọi đó. Biết sao không? Kiểu như làm. Chị nhớ bánh kem của màu mè này nè. Lúc mình còn nhỏ đó cưng. Là thôi nói. Là má chị là tổ chức nhật cho chị luôn. Ba má thương chị lắm mày ơi. Đó, thương thiệt có mặt chị, này chị. Chị đánh em được không chị? Đánh chị đánh chị mới nhớ chuyện chị kể được hiểu không? Má chị làm sinh nhật cho chị thôi nôi một tuổi đàng hoàng bộ thiệt đau tay thiệt thôi. Bánh kem bị trang gì luôn nhớ lúc thôi nôi mà kiểu như là con nít mà còn nhỏ cái ba má mình dọn cái mâm ra đổ đủ thứ lên trển hết bóc chúng cái gì làm ngày đó nhớ không nhớ chị bóc cái gì bóc gì chứ bóc gì bóc gì không chị bóc gì cây lược. Trời ơi bóc cây lược là đại diện cho nhan sắc rất đẹp đúng không? Đúng rồi. Hèn gì giờ đẹp quá trời này, chị đẹp như hằng nghe vậy đó. Trời bảy nhìn mặt bả như thỏ ngọc kìa. Không dám đâu em thấy chị giống chú cụi hơn. Nó nghe nè bây giờ á hồi đó bóc cây lược xong ba chị tức cái bộ nói đàn ông con trai bóc cây lược nữa điệu đại đàn bà rồi sao. Ông tức ông ra đường ông kiếm cục đất sét bự chán nè ông nhét vô tay chị ý là đàn ông con trai phải rắn rỏi mạnh mẽ như cục đất gì nếu không chị cũng ôm cục đất sét vô người thế chị nặng búp bê chị bồng. Trời ơi công việc chị khéo dễ sợ luôn nha. Không sao chuyện đời của chị kể rất là lạc quan mới đầu quen mấy chục năm rồi quên rồi. Dạ bây giờ chứ có chị có điều ước gì chị có điều ước gì giờ chị ước hả chứ ước mong sao mà mẹ chị đó giờ chắc mẹ chị cũng yếu rồi mong sao mẹ chị đừng lo gì chị hết trơn hết trọi đó coi chị những người bình thường ngoài đời đi sống yên vui tuổi già được rồi hiểu không ăn bánh kem ăn bánh kem dao đầu cá dao lấy dao dao bé này công sức tụi em hả hùng đừng cắt vô mua tặng chị đó nha chị trời mày chém tao hả đâu có trong đồ mình nghèo quá có cây dao mà xài thì tập quá mà chị đúng rồi cây dao này ngày nào cũng gọt trái cây chị không chị bình tĩnh đoàn mình có cây dao xài mọi chức năng cây này bữa em vũa móng đó chị trời vũa móng còn đỡ chị lấy cậu râu đó cưng sao cắt nha dạ hồi hộp quá dạ cắt đi hả mạnh mẽ lên tao cắt cổ tao à tì ghê vậy đó trời cắt chị diễn mấy cưng hết hồn mà đồn mới làm hết hồn mà ghê cái bánh kem đi nó bụng quá bây sao dẫn mặt với chị quá cái bánh kem nha dạ mời hợp trời ơi ý chè bánh lọt nè quà của chị hả dạ không sao có chè ngọt ngào như tình chị em là vui rồi. Quá lòng nhiều. Mỗi đứa cạm vịt ăn chơi chung sinh nhật chị nha. Dạ cảm ơn chị. Nè, cho con vịt lẹ chinh chinh. Lẹ vé nè. Cảm ơn chị. Lẹ nước. Lẹ tân tân. Dạ. Tội nghiệp mấy đứa này thiệt á. Thôi, chung vui với chị nghe. Để tao ăn cái gì bay.
Tao ăn cái gì có bốn bịch tao ăn cái gì bay. Em phụ chị. Đường đường thương đau đầy ải nhân gian. Cưng bấm nhạc. Đừng bắt chị theo tông cưng, cưng phải theo tông chị. Đường đau thương đầy ải nhân gian. Ai chưa qua chưa phải là người. Trong cõi đời cười ra nước mắt xưa. Nhiêu đó thôi được rồi mấy cưng à. Trời ơi, biết sao đầu mình đế nữa chị. Thôi, nói chung bữa nay sinh nhật cho tôi, tổ chức vậy là vui rồi. Dạ. Nãy giờ hửi ngang ngửa khó vui rồi. Dạ. Thôi, chuẩn bị khán giả vô, mình làm nghe. Dạ đúng rồi. Dạ. Tụi bay, khách vô khách. Đập nát chỗ này cho tao. Bảo vệ, bảo vệ chị, bảo vệ chị. Tao tới đây kiếm bầu đoàn. Bầu đoàn đâu? Má chạy. Gì vậy? Nhổ tóc mai chị, nhổ tóc mai chị. Nhổ tóc mai chị. Thôi bạn ơi. Anh ơi xui quá, chị chết rồi. Hay là ngày mai anh rảnh á, anh quay lại anh kiếm chị được không? Bây giờ tan gia tụi em đang bối rối nha anh. Chị. Bà giỡn mặt với tôi hả? Bây giờ sao? Bà có trả tiền cho tôi không? Hồi nãy em cũng chết, mà em chết lâm sàng anh nè. À. Lâm sàng hả? Bây giờ tôi cho bà lâm trận luôn nè. Bây giờ bà có trả tiền cho tôi không? Anh ơi, không ấy gì anh nhắn chị Hai Lụa đó. Để tối nay tụi em mở gian hàng ra bán vé cho khán giả. Rồi mai em gom tiệm trả chị Hai Lụa đứng đầu tội nghiệp tụi em. Dạ, dạ. Đúng bà giỡn mặt với tôi hả? Có trả không? Không trả tao đập đoan. Nè, anh nói chuyện cho đàng hoàng nha. Đoàn tụi tôi phải muốn đập là đập nha. Muốn cái gì nói chuyện với chị em tụi tôi đàng hoàng, không có đập. Mày chị... thích nói chuyện. Dạ dạ. Dạ dạ em xin mấy chị. Chị thiếu người ta bao nhiêu tiền lận? 120 ngàn lận. Sao vậy mấy đứa? Nhiều quá em sốc chị. Cái gì? Bà thiếu 120. Bà Hai Lụa bà trả tôi 1.2 triệu để qua đòi bà. Chị, cái này là tiền của em 1.2 triệu. Giờ mấy em trích ra 120 em cho chị. Ủa? Cái gì vậy? Ủa? Chi gì em? Dạ đặng chị trả lại cho em để em có cái em nói chuyện với chị Hai Lụa. Chứ để em bị đánh hai đầu cũng cực quá chị. Ờ, nhớ tao trả cho mày nè. Dạ, à khoan đã. Ai đó lấy điện thoại chụp lại giùm làm bằng chứng giùm. Ờ, đây, đây, đây. Ủa, làm bằng chứng hả? Dạ. Làm bằng chứng mới lên sân khấu cho nó hoành tráng. Lên sân khấu cho nó hoành tráng. Dạ, dạ, dạ. Tao kiểu nha, tao kiểu nè. Từ từ đợi nhỏ em. Ờ lên 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 lên. Đến lẹ lẹ cũng lẹ cưng. Lẹ cưng cưng nè. Đến 2 3 đến 2 3 nè. 2 3. À 2 3 cái nữa nè. Đổi đổi đổi. 2 3. Rồi 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 được rồi nè. Rồi, về đi. Ráng lấy tiền này lo cho gia đình mình hiểu không? Dạ. Dạ. Em cảm ơn mấy chị nhiều lắm, cảm ơn anh nhiều lắm. Em cứ thấy mình về. Về cẩn thận nha mấy ơi. Dạ dạ em cảm ơn. Thấy chị cực khổ chưa mấy đứa? Có 120 ngàn mà đánh lộn đánh lào đâu phải dễ dãi dễ dàng sung sướng gì mấy đứa. Thái độ gì vậy? Thái độ gì khi dễ hả? Ủa có 120 ngàn khi dễ cái gì? Chị... ai mà thiếu nợ chị đó. Tôi nói có tụi mình nó nghèo khổ rồi chị sân si làm chi. Chị đánh quần đánh áo của bà Hai Lụa mai đồ chi cho thiếu 120 ngàn, nó qua nó đòi cho mang nhục vậy. Ờ tao sân si, tao sợ đòn mình không bằng đoàn chị em. Tao mới bấm bụng, tao lấy tiền tao mua 2 sấp vải ha. Tao mua cho mỗi đứa 2 sấp vải.
Mai Thành hai bộ bà ba, tiền công ở bộ 60.000 là 120.000 đó mấy đứa. Chị sân si quá mà, chị tội lỗi quá mà. Tại không phải. Tại em chứ tại ai? Tụi em có cho chị nói không? Có lẽ trên trên, có bao giờ tao vừa lòng mày không? Miệng đời nghiệt ngã quá mà. Thiện tai đó nha. Tại sao? Tao ốm thì chơi tao suy dinh dưỡng. Tao làm cho mập thì nói tao ham ăn. Tao im lặng thì nói không vui. Tao nói một câu nói tao nói nhảm. Đó, chưa hết. Nó làm BD thì nói lộ. Hết lộ nó mình gồng. Lấy chồng thì nói mình mê trai. Không có ai nói mình ế. Lên chùa nói mình đạo đức giả. Về nhà nói mình tâm quỷ tâm ma. Chưa hết. Chưa hết đâu. Đi xa nói mình trốn nợ. Rú rú trong nhà nói mình ích kỷ giống chơi với ai. Đăng hình lên mạng được mấy triệu like nói mình hát. Còn đăng được mấy chục like nói mình xấu như cuốn xong mới thèm like. Đó. Rồi mình làm sai đó, nó nhớ kỹ lắm. Mình làm đúng nó không quan tâm. Đó. Rồi sao nữa nè, mình để nhan sắc tự nhiên đó thì nó mình già. Mình phấn đấu làm đẹp á, nó mình lố lăng. Tao mà có tiền tỷ nha, tao mua xi măng tao khắc lên mặt mày miễn đời gian ác. Chị, em nói chị nghe nè. Không có. Tại vì chị không nói tụi em biết thôi. Chứ nếu mà tụi em biết chị mai đồ cho tụi em thì tụi em hùng tiền với chị. Dạ em. Lại phụ nữa hả? Lại dạ. Phụ nữa hả? Dạ. Thôi đi. Nay sinh nhật vậy tôi cũng vui lòng rồi. Nãy giờ la cho biết cho hiểu tôi vậy thôi. Cà mồ ba vô để dành bữa khác mặt. Dạ. Thay đồ, dọn hàng ra. Đón khán giả vô mấy đứa. Dạ dạ dạ. Dạ. Đúng rồi, tới giờ chuẩn bị. Xách vô luôn kìa, xách vô luôn. Rồi, tới giờ chuẩn bị. Bán rồi. Số gì ra, số gì ra, số gì ra. Quay cho em chị ơi, quay cho em chị ơi. Số gì ra, có số rồi nha, có số rồi nha. Tình yêu như món quà, chỉ có nhau đi quên là từng vui khóc cùng nhau mà. Cớ sao ta lại muốn cách xa. Tình yêu vỡ tan, cứ quay đầu lại phía sau. Thế mai đã đang kề cận ta lúc đó. Con số 6 à, con số 6 nha, 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 nha. Bà con, mình sẽ cùng nhau chào đón một giọng ca lẫy lừng, nữ danh ca Bolero Lê Mỹ Nho. Ai cho tôi tình yêu rộng và đón người đi vào tim tôi bằng môi trên bờ môi. Xin kính chào bà con cô bác, quý vị khán giả. Ngày hôm nay rất vui ghé lại đoàn lô tô phù du của chúng em. Kính mong ai đi ngang qua đoàn lô tô của chúng em ghé vào một tờ vé 10.000. Dù chỉ 10.000 nhưng giúp được rất nhiều cho chị em chúng con. Những số phận trôi sông lạc vợ. Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng. Ngày xưa ai quyền quý cao sang. Em chính em ngày xưa đó ước xây đời lên tột đỉnh nhân gian. Ngày xưa ai mến nhạc yêu đàn. Ngày xưa ai nghệ sĩ lang thang. Anh, chính anh ngày xưa đó cũng đeo bông mơ người đẹp lâu hoa. 33 số gì ra, số gì ra. Số gì ra, ai kinh chưa? Bao bao đáp ba này. Ai kinh chưa? Ai kinh chưa này? À, có người kinh rồi, mình đó. Chiêu cổ lên đây. Có người kinh rồi. Có người kinh rồi nha. Có người kinh rồi. Mời cô lên đây nhận thưởng cho con. Dạ. Rồi rồi, đường sữa quạt cũng chẳng gì chọn nha cô nha. Cho rồi 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 rồi, dạ. Nè, cô cho kiểm tra kinh đi cây cô. Dạ. Lê Minh Dự.
Ai tên Lê Minh Dự? Ra cô gặp kìa. Ai tên Lê Minh Dự ra gặp cô kìa. Có không? Không có hả? Vậy em xin lỗi quý vị khán giả, xin lỗi anh chị. Bữa nay chương trình của đoàn tụi em kết thúc sớm nha. Mai quay lại tụi em bù cho quà nhiều hơn nha. Rồi giải tán à. Giải tán đi mấy đứa. Không được giải tán. Bà con cứ ngồi lại đây đi, để nghe tôi kể câu chuyện về thằng con bất hiếu. Nó bỏ nhà đi đã 20 năm rồi. Tôi lặn lội đi tìm nó, mong mẹ con gặp nhau. Nhưng bây giờ nó gặp tôi, nó không nhìn. Đứa con gái này không phải là Lệ Mỹ Dung, mà nó là thằng con trai của tôi, Lê Minh Dự. Lúc mới sanh con tôi ra, nó là một thằng con trai. Lúc thôi nôi, nó chọn cây lược. Vợ chồng tôi cũng không chút ngạc nhiên. Ông mua cho nó chiếc xe thì nó đòi tôi mua cho nó con búp bê. Đến năm 10 tuổi, nó bắt đầu tô son trét phấn, lén lấy áo của tôi mà mặc. Vợ chồng tôi bắt đầu lo sợ, vì không chịu nổi, ông dẫn nó đi đá banh. Nó lấy trái banh chơi banh đũa. Không chịu nổi sự chê trách của bà con dòng họ, không chịu nổi sự mỉa mai của bà con chồng xóm, tôi với bà nó buộc nó phải trở thành một thằng con trai, phải cưới vợ sanh con. Nó giận dỗi bỏ nhà ra đi lúc nó 15 tuổi. 20 năm nó không về, nó đi luôn. Ba nó chết, nó cũng không về gặp ông lần cuối. Một thân một mình 20 năm tôi lặn lội đi tìm con. Ai chỉ chỗ nào tôi cũng đi, đi tới nơi thì con tôi nó dọn đi chỗ khác. Cũng may bữa nay nhờ có mấy cháu chỉ là nó ở đây. Bây giờ gặp nhau, con Lê Hồng có nhìn mẹ. Con đã không nhìn rồi thì thôi mẹ về, nhưng mẹ không có đi tìm con nữa đâu. Mẹ già rồi, không có còn sức lực để mà đi tìm con nữa. Có thể lần này là lần cuối cùng mẹ con gặp nhau. Mẹ già như chuối chín cây, gió lại mẹ rụng, con phải mồ côi. Gió lại mẹ rụng, con phải mồ côi. Mồ côi tội lắm ai ơi, đói cơm khát nước biết người nào lo. Đói cơm khát nước biết người nào lo. Mẹ! Con xin lỗi mẹ. Không, mẹ mới là người xin lỗi con.
cha mẹ sanh con trời sanh tính. Ông trời đã đặt như vậy rồi, thì dù trai hay gái gì á, con vẫn là con của mẹ. Từ nay mẹ sẽ đi theo con. Minh Trường, cảm ơn sự hỗ trợ rất đặc biệt của nghệ sĩ Kim Phương. Thực sự đây là tiết mục mà cả phần nhìn, phần nghe, phần cảm xúc đều tốt. Mình đã coi cái phim, cái kia là Phù Hoa, còn này là Phù Du, đúng không? Cái tiểu phẩm này của bạn á, nó đồ thêm vào cái cảm xúc đó của người xem. Cái diễn xuất của Dự, cái ứng biến ở sân khấu của em rất là tốt luôn. Em không hề bối rối khi có những cái sự cố ngoài ý muốn. Đó là một cái tư chất, một cái tố chất mà vô cùng cần thiết. Em không hề bị mất bình tĩnh tí nào đó. Với cảm giác của tôi là bạn sẽ còn đi rất sâu vào những vòng trong. Nãy thấy Hương ngồi cười sung sướng vậy, cười ha ha ha, cười không cần kìm nén luôn. Tại vì chị Vân biết sao không? Em theo Dự từ đầu mùa tới giờ, và tới ngày hôm nay thì em mới thấy bắt đầu ảnh đi. Cái khuôn mặt không có còn cái lo sợ nữa, và tập trung vô vai diễn. Và khi em tập trung vô vai diễn em duyên dáng lắm. Em ra mà em té chừng hai lần nữa chắc chị xỉu luôn á. Cô Kim Phương, cổ diễn đã lắm. Cổ bước lên chị sợ là cổ lướt em mất. Nhưng khi cổ lên á, hai người phối hợp vừa phải hợp lý. Cổ nâng em đập, em nâng cho cổ để xuống và ao. Việt Hương sanh ra trong cái thời của sân khấu lô tô. Và hát không phải leo lên sân khấu như vậy đâu. Leo lên cái dàn giáo rất là cao cao cao. Mà dưới cái dàn giáo đó là các cái giường ngủ của các cổ. Rồi tôi leo lên sắn quần sắn áo, leo lên cao để hát. Hát xong mới leo xuống. Là tôi đã hát rất nhiều đoàn, các loại như thế nào, cho nên tôi cảm được. Mong em sẽ vô sâu hơn và có những cái tiết mục mà nó đã, nó thấm như ngày hôm nay đối với bản thân chị. Cảm ơn em. Vâng, xin cảm ơn những lời nhận xét của hai vị ban giám khảo. Dừng lại liền. Cái gì vậy hả? Cái gì vậy? Dạ em phát cho người nghèo. Phát gạo cho người nghèo? Dạ. Mình làm từ thiện. Dạ. Mình nhìn giùm cái lưng của tôi coi. Dạ. Hào quang phản chiếu phải không mình? Dạ có mình. Công đức tôi vô lượng thọ lắm phải không dạ. Mình? Mình rảnh quá. Cái này không phải để cho mà là để bán. Để bán? Để bán. Bà con, nói nào ngay thì lũ cũng hoành hành cả tháng nay rồi. Tôi tích góp được chút gạo mà vợ đem cho đó, thì đổ thừa tôi bố thí khi dễ mọi người. Không, tôi thích được khi dễ ông. Dạ. Nghe. Đó, tôi biết mọi người không có đồng ý như vậy. Không, tôi im luôn đi. Đó, rồi bây giờ tôi phải bán thôi đúng không? Đúng nha, họ trả lời ha. Cái giá gạo tôi đó, tôi bán bằng cái gì, tính bằng cái thứ tự, cái tên của mọi người vậy thôi. Ủa là sao? Là sao? Bà thứ mấy? Thứ hai. Hai đồng bọc gạo. Hiểu rồi. Rồi. Người tiếp theo. Ba đồng đúng không? Chú ba nè, nói lý nhí trong miệng không nghe được gì hết nè. Rồi, ba đồng bọc gạo đưa đi mình. Nè, bốn đồng nè. Sao có bốn đồng vậy? Tôi tin bốn. Ngoài cái tên bốn ra, mọi người kêu ông là cái gì nữa? Ông Tư. Tư cộng bốn là nhiêu? Tám đồng. Xong trước ba. Mười một đồng. Sao 11? Nó mới kêu 3 + 8 11. Ôi gì kỳ. Ba. Trời ơi. Ê, nó nghe đương lượng vàng lại trừ hao kêu ba hoài. Vô đây người tiếp theo. Chết rồi. Tao thứ năm. Bây giờ mày ngu quá, mày nói thứ năm một cách là lấy năm lượng đó. Bây giờ mày đổi cái tên khác thì mày lấy cái tên gì được có số chổng. Được rồi, biết rồi. Dạ. Lẹ. Dạ, anh đại gia, em tên là Trần Văn Ngủ. À,
ngủ là năm là năm đồng. Không ai ngủ là ngủ luôn, luôn đó chứ đâu phải là năm. Ngủ luôn hả? Ngủ luôn. Ngủ đó làm sao tính tiền được trời. Dạ, yeah, không tính tiền rồi, yeah. Đưa gạo đi rồi. Về ngủ cho no khỏi lấy gạo. Giờ sao cũng tại mày hết á. Tên gì nói thay thiệt. Trời ơi biết rồi. Ở nhà mày còn cái tên gì vợ mày hay gọi đó? Vợ tao gọi tao yêu thương lắm. Tên Hợi. Đúng rồi. Anh nói em tên là Trần Văn Hợi. Hợi, 12 đồng. Mắc gì 12 đồng? Tí sủ dừng mẹ thịnh tiền ở mùi xương dẫu tức hợi, mẹ hai con giáp 12 đồng. Mày nữa đấy chưa? Cũng tại mày không đó. Cũng cái gì? Hên đó. Hên gì hên? Nó tính là con giáp chứ nó tính ký là chết tao luôn. Mày nhiêu ký? 80 ký. 80 cộng 12, 92 đồng. Đó nữa. Cũng còn hên. Sao hên? Nó mà biết số nhà tao chết tao luôn. Số nhà mày số mấy? 453-12-27-18-39-17B. Chết rồi, anh ơi, sổ đỏ này bán bịch gạo đi không? Đưa gạo đi mình. Dính luôn trời. Mất căn nhà nha. Lần đầu tiên mua nhà. Ê ê ê. Hả, cái gì? Có gạo rồi vừa lấy hết căn nhà còn gì nấu cơm không? Chắc phải ăn sống quá. Đâu được, tội nghiệp lắm. Nhà còn cái mẻ kho hiểu không? Giữ mà xài. Dạ em cảm ơn anh nhiều lắm. Thôi bể xíu. Bể về gạo để vô sao được? Được sống được. Ngồi xuống kỹ cho coi nè. Chị à, ví dụ mà giờ cái này bể phải không? Dạ. Mình đổ gạo đổ nước vô. Dạ, dạ. Đó cái mình mà đổ gạo đổ nước vô thì nước nó lọt xuống. Lấy bàn tay bịch lại. Hay quá ta. Bịch lại. Bỏ củi vô. Đun lửa lên. Bừng. Chín giật tay ra. Cơm là chín còn cái tay thì sao? Cháy rồi. Rồi tay đâu múc cơm ăn? Có thêm cái món thịt tay nướng mồi nữa. Đéo ăn thiệt luôn á. Mà giàu mà kiểu này mai mốt hả? Tôi nói chờ chú Đức Việt. Người tiếp theo. Dạ dạ chú ơi. Tên chú... gì? Dạ chắc con về, con không đủ tiền mua. Tên gì mà không sợ đủ tiền mua bây giờ nè. Chú hai, chú ba thì ba đồng. Quá lắm 30 rồi 40. Quá lắm vô kia đưa sổ đỏ thì tên gì mà không nổi. Dạ tên Tỷ. Lê Văn Tỷ. Vậy về phải rồi. Ba má đặt cho cái tên Tỷ chi bây giờ không có gạo ăn. Nè. Dạ. Tội nghiệp không, đặt cái tên chi ác nghiệt rồi không có gạo ăn. Dạ vậy thương con cho con. Đứng ở bên đây. Dạ. Nó có về liền hả? Qua dạ. Đây đợi dạ. Xíu mở cửa cho về. Ờ quên nhà không có cửa đó. Dạ. Về đi. Dạ. Không có tiền gạo chứ. Nè. Dạ. Nãy hơi quá đáng phải không? Dạ nhưng mà không sao. Xin lỗi nha. Dạ dạ không. Để đây. Dạ, biết rồi từ từ. Dạ. Em mốt không có sớn xa sớn xác vậy. Dạ. Hấp tắp tắp mình quê với ai. Dạ. Hiểu chưa? Dạ hiểu. Hiểu rồi về đi. Dạ. Nè. Nè một cái nữa tôi quýnh chết luôn á. Vừa bãi bãi thôi. Người ta là dân nghèo nhưng người ta có danh dự của người ta chứ. Làm gì cũng vừa phải ác gì mà ác dữ vậy. Cái thứ như ông hả là cái thứ thừa nút đùng thả câu. Cái thứ mày râu dài không cạo. Cái thứ ông mà xào xào điếc quen. Cái thứ mày lan man bụng cóc. Cái thứ hả ăn ốc bắt ta đủ vỏ. Cái thứ mày hả áo đỏ quần xanh. Cái thứ mày lên chanh lết chanh. Cái thứ mày chuột nhắc mà tưởng chuột đồng. Cái thứ mày cháo lòng tưởng cháo huyết. Nãy giờ tao điếc tao nghị trường. Nè, mình ơi. Dạ. Lấy cơm tôi ăn đi mình. Nè. Dạ. Cái thứ gì mà ác ôn vừa phải thôi nha. Ăn để đâu gì? Trong đó vậy? Dạ. Ăn uống hả? Ra ngoài đường đi hai trời đánh thánh đầm cho coi. Trời ơi, ông trời ông hiển linh vậy? Ông đánh nó chết giùm con đi ông trời. Tao còn sống. Sao còn sống hay vậy? Mày không nghe câu trời đánh tránh bữa ăn hả? Tao đang ăn xong đánh tôi chết được. Không tin nói lại đi. Trời đánh thánh đầm. Có chén cơm nó đánh được chết được đâu, không tin nó lại đi. Trời đánh thánh đâm. Không còn sống nhăn răng đây mà. Trời đánh thánh đâm. Vừa lắm mất chén cơm mày Minh, chết. Minh. Cái thứ nhà ông á, đa đời chết đi. Ác vừa phải thôi, tôi không cần nữa. Đơn giản thôi. Không sao đâu mình. Để đó cho tôi. Trời đánh đâu có chết được. Người đánh mới chết phải không mình? Mà tôi có tiền mà, ai đánh tôi chết được hả mình? Mình nè, tôi thấy mình làm vậy không có được đâu mình ơi. Vợ chồng mình bây giờ cũng có ít của rồi. Hay là mình làm phước làm đức cho người ta đi mình. Chứ mình làm vậy ăn ở thất đức lắm. Mình nói là thất đức. Dạ, dạ không. Ý là tội ác hả mình? Dạ không, ý em. Mình im đi. Mình biết cái gì mình nói. Bây giờ tôi giàu có tất cả rồi. Mình là người hưởng chung với tôi với ai? Ở đây tôi nói cái gì nghe tôi cái đó làm cái đó không được cãi.
Mình còn nhắm mà làm không được đó, đừng ở đây nữa. Cái gì? Mình đuổi tôi? Được rồi, bây giờ nếu như mà mình đuổi á thì tôi đi cho mình vừa lòng. Đứng lại! Tôi không có đuổi mình. Cái này là mình muốn đi, nhưng mình nên nhớ quần áo của mình, lụa là, gấm vóc, vàng bạc của mình là của tôi cho mình đó nghe mình. Cái này là của mình, tôi trả hết lại cho mình. Mình ơi, mình đi thiệt hả mình? Mình đi thiệt xa nghe mình. Chết bờ chết bụi đừng chết ở nhà tôi nghe mình. Có tiền mà trời. Có tiền mà, vợ đi kệ vợ đi, có tiền là mua được tất cả. Ngày xưa, chuyện ngày xưa, ở một nơi xa thật xa, thạch sùng đó tên của ta, người giàu có không ai bằng ta. Vốn xuất thân từ một gia cảnh nghèo khó, ăn uống mình tiền không có nhiều tiền, ao ước một ngày có được cuộc sống giàu có. Và rồi có một ngày nọ, ông trời báo mộng cho ta, giúp ta từ con số không trở thành một người giàu có xa hoa. Ông nói với ta nơi đây sắp có bão lớn, còn báo tất cả dân làng cẩn thận tích góp gạo cơm. Đây là sự thật hay mơ? Có phải cơ hội của ta đã tới giúp ta có được cuộc sống mà ta mong chờ? Ta giàu rồi, ta giàu rồi. Đẹp lắm. Mà nghe thiên hạ đồn, nghe thạch sùng này giàu quá rồi, có hai vợ chồng bá hổ làng bên đó ghen ăn tức ở. Vì đòi qua đây đấu giá tài sản với nhau, có ai giàu hơn ai, rồi gì nói mà ai thua đó là mất hết tài sản. Thôi, nghe cũng hơi nhột trong người, mà sao mà thua được, bởi ta là thạch sùng giàu nhất cái vùng này. Thử hỏi, ai là người giàu nhất? Là tao! Mày điên hả? Cái tướng mày hèn chết giàu chỗ nào? Tôi là gì? Tôi giàu lòng nhân ái. Rồi có tay sao băng vậy? Nhờ cái món tai heo nướng mội của ông đó. Ông nhớ chưa? Bây giờ còn cái cùi không? Ăn cơm mà cái gì? À, thì no gạo no cơm thì phải chịu chứ làm sao? Rồi ông chủ mày đâu? Được, để tôi kêu ông chủ nó vô. Đại gia giàu đâu? Bây giờ mới vô nè. Cháu thạch sùng. Mày dắt cháu ở đây nói chuyện tao chi vậy? Cháu hồi nào đại gia đó. Nó cười cái con nít của vậy? Ta cười vô mặt ngươi đó, ta kinh viễn ơi. Cười vô mặt tao? Mày. Ủa mày giàu hơn ai mày cười tao? Có thể ta không giàu hơn ngươi, nhưng mà vợ của ta sẽ giàu hơn ngươi. Mời vợ. Có vợ. Lạng dữ vậy? Quá kia. Giàu sao mà mưa quá vậy? Qua đi, ngồi đi vợ. Ngồi đi vợ. Ôi là ngồi đi. Cái gì mày? Đại tắc quên. Ông lão. Chị, nhìn chị hiền hậu phúc đức quá ha. Ai mà hiền hơn tôi là tôi giết người đó. Nghe chưa mày? Nghe chưa? Thách sung, ngày hôm nay đúng kỳ hạn, vợ chồng ta đã đến đây để giao đấu tài sản với người. Quy luật cũ, nếu như người thắng thì tất cả tài sản của ta sẽ thuộc về người, còn nếu như người thua, tất cả tài sản của người sẽ phân phát cho dân nghèo. Nghe đau lòng dữ vậy? Mà sao mà thua được? Tao giàu nhất cái vùng này mà. Thôi, đấu thì đấu. Dạ, nói đầu ngay cũng thưa với anh chị đó, là nhà tôi không có gì ngoài có điều kiện. Ha, tôi chỉ có cái dòng kim cô này nè, tu luyện ở trong lò 300 năm, công dụng nó ghê gớm lắm đó.
Công dụng gì hả? Mình trồng vô người, mình ra phát hiện được đồ giả đó. Cái gì thấy ghê vậy? Không tin hả? Ở đây dân làng ai muốn thử không? Ý, anh nấu đỏ nè, thử không anh? Thử vô nè, coi 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 có gì không nè. Có gì không nè? Ê! Mũi giả. Trời đất ơi là trời. Mấy dân làng này đừng manh động, không có thử đâu, tại biết là cũng giả rồi. Thấy ghê chưa? Vậy sao? Bà... Ủa vợ sao vậy? Dạ. Đó, bà chủ nhìn lo lo vậy bà chủ? Đâu có lo. Trời. Sao vậy? Mũi thiệt cầm thiệt mà chồng. À. Không có gì phải lo lắng cả. À. Không sợ gì cả. Ây à. Không sợ mà run. À dạ. Bình tĩnh. Không sao, có chồng đây đừng có sợ gì cả. Đúng rồi. Bây giờ nếu như nói cái giọng đó hay thì sự... Ê! Ra thử đi. Chuẩn bị. Ủa, mày giả chỗ nào? Mới đặt giải năm ngoái lấy tiền sửa văn. Thấy công chúng nó ghê gớm chưa? Chẳng có chưa mà. Tin đâu, ghê gớm. Ê, mày lên thử luôn đi. Lên đây. Thử đi, không có sao đâu. Cái thằng mỏ mày lanh lắm vậy mày. Ê, mày giả khúc nào? Cái gì vậy, mấy chục năm trời sao mày giả trời? Chứ đâu ra cái giọng này ghê thì tôi ngồi vậy mà cũng tới được luôn á hả? Mày rảnh không? Mày rảnh không? Tao mỏi, tao ngồi chút xíu. Mày nhảm vừa thôi. Kể từ giờ phút này mày là nhân vật phản diện của tao nha. Dạ. Bước vô trong. Dạ. Bước vô trong đi. Không có làm ăn được gì cả. Vợ chồng anh ai dám thử? Đương nhiên là vợ tao. Vợ là vợ thương chồng, vợ nể chồng, cho nên là vợ muốn chồng làm trước. Ủa sao kỳ vậy, có sao đâu, vợ chồng mà ai trước cũng được, vợ lên trước đi. Nhưng mà chồng cứ làm trước đi rồi tới vợ. À vậy à, thôi được rồi, theo lời vợ tao. Cũng vợ mà. Ừ, lo tao gì? Sẽ lên trước. Ủa gì chưa chồng mà thôi âm thanh dữ vậy ta? Cái giọng bị mát rồi nè. Ta thử là mày cười giả mà về luôn đi. À chị hả? Thôi được rồi, ta đã xong rồi, vợ thử đi vợ. Đau, đau bụng chồng ơi. Sao? Bây giờ có đau bụng như thế nào cũng phải thử. Đúng rồi. Sao đổ mồ hôi quá vậy? Ừ. Chẳng em đổ mồ hôi đó cơ. Thì thử đi vợ. Thử thôi, có gì đâu sợ. Không sợ. Sao mặt xanh chành vậy? Xanh đâu, tại nãy nó quên đánh má hồng. À. Rồi, thử nghe. Cầm ơi, chồng nó ra cho. Sao vậy? Đã nói rồi đừng bao giờ mua đồ cho vợ. Nó nói cái áo giả mà cứ có mua à. Chồng biết rồi, mày muốn mua áo xịn xịn cho vợ nghe. Rồi, ai trọng tài bước ra đây. Rồi bây giờ vậy. Ừ. Bên của Thạch Sùng đã có cái dòng càng khôn, còn bên đại gia giàu có cái gì? Có sao không có? Có cái một gì? Bụ bối rất là lợi hại, đó chính là sợi dây thần cái kì. À trôi qua trôi qua, à trôi qua trôi qua. Ê, sao hay vậy? Mày rõ đồng pin mày lố quá mày. Mày trộn mà mày lộ liễu à? Đây nó phát hiện à? Nhưng mà đây sợi dây thần kỳ thật sự. Thật thần kỳ được là mình thắt cổ mình chết luôn. Thắt cổ mày, thắt cổ mày chết á. Mày không có, đấy là sợi dây kéo co. Nếu mà ai nắm trong tay sợi dây này thì người đó có sức mạnh vô biên, sẽ chấp hết, tin không? Không tin mày. Không tin thì thử đi. Rồi thử đi. Qua đây. Nắm. Đó, kéo cho nó căng ra. Rồi. Tôi ở đâu? Qua bên kia luôn. Tay đâu nắm kéo. Ơ ờ, mọi người vô. Động viên. Dạ, làm trọng tài đi. Đóng trọng tay ra. Một, hai, ba, ba. Yeah. Đó, chồng thua rồi đó. Tao tém cắm đầu luôn vậy. À, sao lại kỳ như vậy hả? Thần kỳ chỗ nào? À, ta nhớ rồi, thần kỳ ở chỗ là sợi dây chỉ có tác dụng đối phụ nữ thôi. Là vợ đó. Phải rồi, vô thử đi vợ. Chấp chồng bên đó luôn. À, cầm. Chuẩn bị đi nè. Rồi chưa vợ? Rồi. Ráng lên vợ ơi. Một, hai, ba. Rồi.
Thần kỳ chỗ nào? Thần kỳ ở chỗ là bây giờ một mình thằng này chấp nguyên đám mình mới thần kỳ. Rồi, tao chấp hết nè, qua kia. Chuẩn bị nha. Lần này ông thua chắc. Một, hai, ba. Bây giờ tôi tính đi nè. Có nghĩa là đầu tiên là bà bỏ ra 30% sức thôi. Tôi là tôi bỏ ra 20%. Còn ông á, ông là cái chiêu cuối cùng là ông mới dùng tới 100% sức lực. Cái chiến thuật của mình đó là gì? Giờ người ta đây tính chiến thuật mà. Chiến thuật đầu bài thua rồi. Cho đang bàn chiến thuật mà vô kéo chi cho nhanh vậy? Phải phụ làm đi chứ. Thần kỳ chỗ nào? Thần kỳ là nếu đông mới thắng được, một mình nó là thua đó. À đúng rồi, thần kỳ vậy á. Nó đơn giản á. Trời ơi, cái báo giật gì kỳ cục vậy trời. Thôi bây giờ làm sao, còn gì để đấu tiếp nữa không? Thôi được rồi, bây giờ tôi quyết định như nè. Tôi sẽ ra đề. Bởi vì sao? Bên Thạch Sùng thì quá giàu, cái gì cũng có. Bên Đại Gia giàu, cái gì cũng có. Còn tôi có một món, tôi đảm bảo hai nhà không ai có hết. Món gì? Đó chính là cái mẻ kho. Đây. Mày đưa tao cầm sao? Mày ra trước mày thị phạm luôn đi chứ. Rồi. Rồi, cái mẻ kho đặt ở dưới đây nè. Đó người. Ê, nói nghĩ đi. Mày rảnh lắm thì mày đứng ra đi, ông tách ra đi. Ông nói mày làm mày okay. Buông chi rồi mày không làm được. Mày cũng khoái hơn ta lắm. Đây là cái mẻ kho đặt ở đây. Tôi đếm 1, 2, 3. Ai mà người cầm nó đầu tiên thì nhà đó chắc chắn sẽ thắng. Vô. Chồng thế hay là đi giật con hồn? Kỳ vậy? Ta là con hồn mà nhà nhà cũng phải tàn nửa cây mới giật. Nó chưa nói. Nó cái chữ chiến thắng, mày gần cái chữ thắng là tụi bắt đầu rồi. Ta phải đến 1, 2, 3 rồi mới giật chứ. Thí sinh mệt rồi nha. Để khoan. Tao bảo mệt rồi đó. Mệt chứ. Đà mày nói chữ bắt đầu để tao nghe tao lấy nè. Kéo kéo hơi lên từ từ. Từ từ giờ ơi. Xong. Đó. Ê. Mày nói chữ bắt đầu chưa? Mày chưa nói hả? Tao chưa nói mày ơi. Đó rồi, bà lẳng tay đó. Thôi, lỗ tay bà điếc rồi, bà lẳng tay bà không nghe nó nói rồi. Ê, mày nói vậy là mày bậy rồi đó. Bậy gì? Mày nhỏ mà mày nói tao điếc là mày hổn á. Nhỏ bà còn đâu có râu bằng tôi đâu mà nói tôi nhỏ bằng bà. Ủa tao đang đàn bà mà tao có râu gì? Râu gì? Cạp nát bà giờ mà tin không? Cạp cái gì thì đúng rồi, cái hầm mỏ của mày vậy mày cạp tao là phải rồi. Nè, mày muốn ăn nó hàm hồ nha. Tao tưởng bà hàm hương hát nói hàm hồ vừa thôi. Nó hàm hồ chứ đâu bằng hàm răng hô của mày. Tao nói cho mày biết nha, mày không có nghe người ta nói hả? Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Dù gì mày cũng coi tao là mẹ của mày chứ. Nè, bà đẻ hay làm đó, tôi con của bà ta nè. Nè, không biết chuyện mà nữa. Tao không bao bà giờ không nói chuyện mặt với mày. Mày ngang ngược lắm. Nè, không mày nhìn mặt nữa nha. Nè, tôi sợ mày bà. Mày ơi, tôi không nhìn mặt nữa. Tôi luôn không nhìn mặt bà nữa nha. Nè, nghe đi, lên đi. Lên đây chửi lại từ đầu ra ngọt. Từ đầu gì nè. Bà đó, cái đứa không có bằng cấp gì hết, chửi lộn như ta. Bằng cấp loại của mày là cái loại vô học á. Không, tao là đáng tuổi. Đừng có vô cô nha. Tao thắng. Gì vậy? Hay quá, giờ tôi thắng rồi. Vậy là ông đã thua rồi nha. Không, tao không thua. Tao không thể mất hết tài sản được. Tao không thua. Tao phải là người chiến thắng. Đây, đây nè, đây nè. Cái gì vậy? Cái mẹ con của người ta mà tự nhiên giật. Tao mới là người chiến thắng. Tao phải có được cái mẹ kho. Tao không thể mất được tất cả. Tao là người chiến thắng. Cuối cùng Thạch Sùng cũng là người chiến thắng. Ý hình như nó biến thành Thạch Tùng rồi. Ý nó biến thành Thạch Tùng rồi. Sao vậy? Tại sao Thạch Tùng có mẹ kho, có tất cả, mà vẫn mới biến thành Thạch Tùng? Ông có tất cả mọi thứ, nhưng mà một điều cơ bản nhất ông không bao giờ có được. Tư duy. Đó chính là tình yêu thương của tất cả mọi người. Thương tôi đi. Thương tôi đi. Thương tôi đi.
mình. Thì chưa nghĩ chắc từng một đứa bé cũng biết cái chi tiết ngày hôm nay em làm cho cái kịch bản này, chị lại thấy thú vị nhất là cái phần em bán gạo á, mà em bán theo cái thứ họ của họ làm cho chị cảm thấy nó vui, thấy nó hay, cho nên là không có thấy được cái sự mà em ác tâm. Hình ra là khi mà em bị trả báo á, nó tội quá. Nếu mà vậy đó thì em với chị Lê Giang phải là biến thành hai cái gì đó mà nó phải chửi nhau luôn mới được, tại vì chị Lê Giang cái dữ quá, hiểu không? Tới nỗi mà chị hào hứng tới mức nỗi mà chị lên tới đây luôn, chị còn kêu quất luôn đi chế. À, có nghĩa là chị Lê Giang chị cuồn cuộn cái lửa. Thì bên đặc cạnh đó chị lại sợ cho Dự á, có nghĩa là khi em đơn thân độc mã mà không có dính đến cái chuyện mà xảo ngôn của em, dùng tính từ ngữ nhiều của em, dính về cái phần kỹ thuật biểu diễn nhiều một chút, thì Minh Dự sẽ bị né, bị chờ chị Giang. Tại vì chị Lê Giang chị diễn sân khấu rất là lâu, chị diễn kịch dài cho nên kinh nghiệm chị rất là nhiều. Chị hỗ trợ cho em mà, thì cho chị vô cái nào đó mà chị có thể phô một chút xíu cái giọng về cải lương của chị ha, có thể chị đối đáp lại để chị không phải đeo cái vòng đó để em thua chặn một. Ai cũng biết cái mẻ kho là của cái tích này rồi, thì em phải làm cho cái sự bất ngờ chứ em lại đi đúng theo cái trình tự như vậy. Thí dụ như là em nhờ Lâm hay là anh Hương, em cũng phải có cái hướng của em. Chứ còn nếu mà em lép hơn người ta đó thì cái da em sẽ bị lép. Em bị đàn áp quá, không có thấy em ác, không có thấy em keo kiệt. Cái dạng thạch sùng này là keo kiệt. Ác thì không ác lắm nhưng mà phải keo kiệt. Hồi nãy cái lớp sau rồi hoàn toàn không thấy gì hết. Làm sao em xoay trở được cái tình huống em thấy mạnh hơn thì em mới thành công được. Ngày hôm nay thì anh đã thấy được một Minh Dự rất là bình tĩnh. Dự đã có một cái sự chủ động ở bản thân mình rồi. Và ngày hôm nay khi mà Dự xuất hiện với một cái phong thái như vậy thì anh đã tin rằng là Dự đã lấy lại được cái sự an nhiên cho mình khi bước lên sân khấu này. Không cần phải quá áp lực một cái vấn đề gì cả, cứ thoải mái và thể hiện hết tất cả những gì mình có. Và cái vòng này cũng là cái vòng mà Dự cũng có từng tâm sự với anh là Dự không muốn bản thân mình phải đóng khung. Dự muốn thử thách mình ở trong cái vai Thạch Sùng và thể hiện một cái vai phản diện một cách đậm nhất có thể. Có nhiều thứ xảy ra trên sân khấu mà mình cũng không thể nào lường trước được. Nhưng đối với anh thì Dự đã lấy lại cái sự tự tin của mình trong cái tiểu phẩm này. Giống như chị Việt Hương từng nói là em đã từng hoang mang với những kịch bản khác, và với kịch bản này chị thấy được cái sự chấp nhận hết của em. Đây cũng là một cái điều rất hay của diễn viên khi mà bước lên sân khấu, bởi vì mình chấp nhận hết rủi ro. Đây là một cái gọi là bản lĩnh, và cái bản lĩnh này em phải phát huy để mà mình có thể tốt hơn. Dự phải tự tin hơn, em làm được hết á. Chúc mừng em. Xin cảm ơn những lời nhận xét của hai vị giám khảo và diễn viên cố vấn. Kính thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi sẽ công bố số điểm của thí sinh cao nhất. Giám khảo Việt Hương 10, giám khảo Bảo Trung 10, tổng điểm là 20. Xin được chúc mừng thí sinh Hồng Thành. Và còn lại hai số điểm. Một thí sinh có số điểm 19,25 là điểm tổng, và một thí sinh có số điểm tổng là 17,25. Vậy thì Lâm Thắng và Minh Dự, ai sẽ là người dừng cuộc chơi? Số điểm tổng 19,25 sẽ thuộc về thí sinh Lâm Thắng. Xin chúc mừng thí sinh Lâm Thắng. Minh Dự, bạn đã rất xuất sắc khi mình tham gia cuộc chơi này. Và mình đi đến chặng đường này mình hết hoang mang. Bạn hãy chia sẻ những cảm xúc của mình. Kết thúc cuộc thi, em cảm ơn đài, cảm ơn công ty truyền thông Khang đã tạo cơ hội cho em. Em thi lần này là để em chứng tỏ cho mọi người biết là không chỉ là giả gái, không chỉ là chửi. Một đứa không qua trường lớp như em vẫn cố gắng làm được những gì mà em muốn.
Em cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã yêu mến em. Ai là thí sinh cũng muốn được vô chung kết, em dừng lại. Nhưng mà em tự tin là những gì em đã thể hiện là những gì em muốn. Em vẫn cố gắng tiếp tục với đam mê, đứng trên sân khấu làm cho mọi người cười. Em hạnh phúc lắm. Dạ. Xin được cảm ơn thí sinh Minh Dự. Cảm ơn Hồng Thanh. Cảm ơn Lâm Thắng. Bận cái bộ đồ này, tự nhiên bày mấy cái trò như bận đồ nữ sinh rồi kêu là phải ngây thơ trong sáng. Trời ơi, không hiểu luôn, bà bị gì á? Nói cái gì đó? Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it. Bây giờ họ không có thích là phụ nữ sổ sàng, dạ. Họ chỉ thích là nhẹ nhàng. Bởi vậy mà nè con à, má nói chuyện với con á, đặc biệt là con nha, khách họ phàn nàn về con lắm đó. Mà má nói chuyện với mày làm ơn tôn trọng quá giùm một cái. Mày đứng mày nhai cái giống gì vậy? Mày làm cái gì? Con đâu có nhai cái gì đâu má. Mày làm gì đó? Con làm gì cho nó phong cách. À, phong cách hả con? Mày vừa phải phải thôi nha. Má nói với tụi con rồi, mình á là bất cứ khách nào á mình cũng phải tiếp mới moi tiền được nè, người ta mới đưa tiền cho má, má mới có tiền, má nuôi tụi con lắm. Má dạ? Mày nhảy đâu hả? Tụi có đâu? Nè nha, mày là chị cả đó, mày phải làm gương cho tụi nhỏ nghe chưa? Ra đi chơi với anh. À, chơi với anh đi, chơi với anh đi. Không, con dám đá đi à? Không với đâu. Ôi, không là có tiền nè, Bon ạ. Ôi à. Trời ơi, con dám mặt dễ thương y chang anh vậy đó. Trời ơi, đó anh bắt được em. Đó anh bắt được em. Mày thấy chưa con? Không sợ con dám, có một cọc tiền, thấy chưa? Mày phải bắt chước em mày, chủ yếu là mày phải biết cách diễn xuất con à. Trời ơi, thì cái đó con chạy chỉ nó diễn vậy đó. Vậy hả? Dạ. Nói nghe nè. Dạ. Ở yên đây, khỏi làm gì hết trơn trời á. Cả thế giới cứ để má lo. Không, cái này con làm được. Không, con phải tin má. Má làm được. Má tin con. Con chỉ cần ngồi yên và học. Rõ chưa? Mọi người ơi, chơi hả? Đi nha, đi vô đây em tiếp nè. Lại đây ông chủ, nhanh lên đừng có ngại. Ê anh đâu? Ê anh nhớ đâu vậy? Ê anh nhảy nhỏ thảm với vợ. Ê dạ, nhỏ dạ. Khoan này. Dạ thưa đây là ông thầy. Ông thầy dạy diễn xuất. Hôm nay má mời ông thầy này về dạy. Bây giờ thầy dạy làm sao cho mấy đứa nhỏ đó nó tìm được cái cách nào mà nó môi tiền được khách đó mà nhẹ nhàng nhất hả thầy? Ha? À, dễ mà. Diễn viên phải không? Trời ơi, nhớ rồi. À, anh đóng nhiều phim lắm nè đúng không? Trời ơi, em nhớ mà. Mày nhớ không? Cái gì đó nhớ không? Cái rạp đó đó, mày nhớ không? Thì đó, thì cái bữa đó đó. Hay. Phim gì vậy? Khoan, phim gì? Thì cái phim Thần Lên. Thần Hồn. Phim gì? Người nhà anh. À, không sao đâu. Thật ra tất cả những tựa phim mà mấy cô vừa nói gì rồi á, tôi đều tham gia hết á. Ủa gì hả? À, vai gì? Quần chúng không thoại. Hèn chi không có nhớ rõ. Sao á? Thầy dạy học đó, nghiêm túc đàng hoàng lại. Tụi bay á, không có được tỏ thái độ vậy. Thầy hả? Thì dạy đi, thầy đứng đó làm gì? Thì dạy đi đi. À, thôi mọi người bình tĩnh đi, không sao đâu. À, thật ra cái chuyện mà để làm thân ngay trong sáng rất đơn giản thôi. Bởi vì trong chúng ta ai cũng đã từng trải qua cái thời mà cấp sách đến trường, có những cái lưu bút ngày xanh đó, dưới cái phượng hồng đỏ thắm, đúng không mọi người? Không. Tại sao mà không đúng được? Tuy mọi người là vũ nữ. Cái đấy phản ứng đó là đồng ý thầy, biết thầy. À, thì tuy mọi người là vũ nữ lại đồng ý. Và tiếp theo nó đi tìm đạo cụ nó diễn. Wow, con bé rất là có năng khiếu, nó tìm đạo cụ nó hỗ trợ đó thầy. Tiếp đi thầy. Và sau đó nó làm thì, gì nữa? Thì tuy mọi người là vũ nữ. Trời, lo thầy. Trời ơi, quá sao mày làm gì quá sai vậy con bị kia.
thì tôi không có thích ai kêu tôi bằng vũ nữ. Ủa mày mắc cười quá, mày làm vũ nữ thì người ta kêu mày là vũ nữ chứ mày thích gọi là vũ gì? Bây giờ kêu tôi vũ mùng vũ chiếu cũng được, đừng kêu tôi là vũ nữ. Cuộc đời mày biết vũ mùng vũ chiếu hả con? Quá xin lỗi ông. Lỗi gì lỗi phải gì mà xin? Mày thiệt. Thầy ơi, thầy ơi, thầy dạy tiếp thầy ha. Không có dạy gì á, đi về. Mày nghe chưa? Một tiếng đồng hồ 5.000 có thôi nghe chưa? Ta không biết mày làm sao mày làm, ông phải ở lại đây, ông dạy cho mày cho bằng được. Má. Nha. Còn nếu không hả, mày trả tiền tao đây, tiền mà ba mày cấn nợ vô đây đó. Ha, đừng muốn làm cái gì làm con, nghe chưa? Bực bội à. Trời ơi. Quánh có một xíu máu đổ dữ vậy. Nguyên chai vô đầu người ta đó chút xíu. Chai tôi bể mà. Mà đầu tôi bể rồi. Thì thôi xin lỗi đi. Lỗi phải gì? Anh dạy đi. Không có dạy nữa, đi về. Mệt rồi. Tôi biết mình hơi quá đáng rồi, bây giờ anh cứ dạy đi. Tôi nói tôi không dạy nữa. Nhưng mà nếu mà anh không dạy á, anh thấy không, má làm khó tôi nữa. Cái đó chuyện của cô, không phải chuyện của tôi. Nè. Cái này chuyện của tôi. Ủa? Này là hết giận rồi hả? Vô học đi. Ồ, học liền luôn hả? Học liền đi, mấy môn này học lẹ. Trời ơi. Trời ơi. Ôi, còn cái đầu giờ máu không vậy giờ. Ôi, sao? Ôi nhầm nhò gì ba chuyện nhỏ. Vô học đi. Học gì? Bây giờ chúng ta sẽ học tiết đầu tiên. Cô cần phải là hả dịu dàng nít na. Làm theo tôi nè. Gì? Cô mặt xuống. Khi tôi nâng cầm cô lên, mắt cô chớp chớp chớp. Chớp đèn pha chớp dữ vậy. Chết không nhắm mắt hả? Làm cái gì làm lại? Dạ chào anh. Đúng. À. Cần ánh mắt này nè. Là sao? Đúng rồi. Là... tôi diễn được rồi đó, thần thái đúng rồi đó. Ủa là tôi diễn được á hả? Được, được rồi. Anh khen á hả? Khen đó. Bây giờ chúng ta qua bài tiếp theo là về phương được diện rồi. Hình thể. Trời ơi, cái này trời ơi thích học rồi nha. Bây giờ hình thể là sao? Bây giờ cô hãy tưởng tượng tôi là mối tình đầu của cô. Cô ôm tôi đi. Mối tình đầu. Ôm tôi như mối tình đầu của cô vậy đó. Rồi, hiểu rồi. Cô đi đâu vậy? Lấy chớn á, lấy mắt chớn á. Tại vì tình đầu này nó ấn tượng lắm, sâu sắc lắm. Ok, sẵn sàng rồi. Sẵn sàng. Anh ơi, có sao không? Lên đi anh. Từ từ, cô từ từ. Anh, sao? Ổn không? Sang chấn tâm lý. Thôi, xin lỗi nha. Lăn hơi lố hả? Có sao không? Bài này mới phát sinh ra hả? Có sao không vậy? Không sao đâu, cô không anh sao ổn được hả? Quan trọng cô không sao thôi, không rồi, sao. Ok ok. Nói nghe nè. Sao cái mối tình đầu của cô đau đớn như vậy? Đâu có đau đớn gì đâu. Tại diễn lại với anh mới đau vậy á. Chứ tình đầu của tôi là dễ thương lắm. Lúc đó là tôi chỉ mới có 10 tuổi thôi. Tôi với cái bạn đó là chơi thân dữ lắm. Sao là mỗi lần gặp nhau là chạy lại ôm nhau, cái dắt cục đá té lăn 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 trên cỏ vậy đó. Lăn lăn trên cỏ? Chắc cô yêu nhiều lắm hả? Đâu yêu ai đâu. Chẳng lẽ trải qua biết bao nhiêu người đàn ông cô không yêu ai hết? Không. Con người ta mà phải yêu một ai chứ. Làm sao không yêu được? Đang nói không rồi mà. Nhưng mà chẳng lẽ trong cuộc đời cô không yêu một ai? Anh làm gì anh căng? Tôi nói không yêu ai là không yêu ai, đừng có hỏi nhiều nữa. Thôi cho tôi xin lỗi đi. Thôi bây giờ qua bài tiếp theo đi. Bây giờ chúng ta phải lấy lòng đàn ông. Mà cách lấy lòng đàn ông tốt nhất và nhanh nhất chính là nước mắt phụ nữ. Cô biết khóc không? Tôi nghĩ chuyện gì dễ lắm, kỹ thuật là dùng chai thuốc nhỏ mắt gì nè, thấy không? Cứ nhỏ 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 hết chai luôn, cái nước mắt đầm đìa đầm đìa đầm đìa. Cô không muốn khóc giả gì được, cô muốn khóc á mà muốn lấy lòng người ta được, cô phải khóc từ bên trong. Cô phải nhớ lại đi, cô coi cô từng trải qua những chuyện gì đau khổ trong cuộc đời mình chưa? Mình khóc thật đi cô. Có. À, thì tôi ví dụ nha, giống như ngày xưa gia đình của cô ba mẹ sống chung mà không hạnh phúc. À, ba mẹ cô bỏ rơi cô. Anh nói gì vậy? À còn không vậy nè, giống như là cô lớn lên đi làm cái má mì đối xử tệ bạc với cô. Nói nhiều quá. Hay một người đàn ông nào đó là chà đạp cô, coi thường cô, khi dễ cô, xem thường, đúng như là lăng mạ cô. Không có. Anh bị cái gì vậy? Tới đây dạy thì dạy đi. Anh nói gì lung tung vậy? Tôi nói cho anh biết nha, tôi là người có cha có mẹ đàng hoàng. Cha của mẹ tôi rất là hạnh phúc. Tôi cũng không bao giờ mà bị bán vô đây hay là bị gán nợ gì ai hết á. Má mì ở đây, những người ở đây rất là thương tôi. Họ không bao giờ mà ép tôi tiếp khách hay làm bất cứ cái gì hết á. Nói chung là những cái người đàn ông á, họ tới đây là họ không bao giờ họ khinh thường tôi. Họ... đừng nói nữa. Có anh đây rồi. Đừng có mà tỏ vẻ thương hại vậy. Đói bụng không? Ăn bánh mì nha. Mù tạt. Tại sao anh biết cái nickname này? Cái
này là chỉ có một người biết thôi. Thì tại sao anh biết? Không lẽ... Đúng vậy. Không lẽ anh là... Thì wasabi diễn cả tiếng Việt là mù tạt đó. Trời ơi, đợi tức á. Trời tức quá. Ai mượn dịch ra làm chi? Tôi nói em biết nha, từ đây sắp tới đừng có dịch ra cũng đừng kêu tên mù tạt trước mặt tôi nữa. Mù tạt, anh ớt chuông nè. Chuyện anh vẽ gì anh chọc tức tôi rồi anh còn nói tên gì mù tạt ớt chuông. Ớt chuông là sao? Ai cho anh cái tên này? Tại sao anh biết? Ớt chuông là thằng nhỏ ngồi dưới gốc cây lúc trời mưa. Ba mẹ nó gây lộn, nó sợ hãi, nó bỏ chạy ra công viên nép dưới gốc cây, rồi có một con nhỏ chơi thân với nó, đưa nó cây dù, rồi đưa nó bánh mì, nó xin ăn một miếng mà dứt hết nguyên ổ. Đôi quá mà. Đúng là anh ơi. Mù tạt. Ớt chuông. Ớt chuông. Ớt chuông là anh hả? Anh nè. Trời ơi, đúng thì là anh rồi. Anh vậy thì thành công quá, không có nhận ra. Hồi nhỏ xấu lắm mà. Em cũng vậy. Hả? Em cũng vậy thì rất thành công mà. Ừ, vậy thì không, không có. Cái này là em sửa. Sửa gì? Sửa xíu thôi. Cái này là sửa đây xíu, đây xíu, đây xíu, đây xíu thôi. Có xíu à. Là sửa hết cái mặt luôn hả? Không sao, không sao. Chỉ cần cái nết em không sửa là được. Anh đó nha, anh quá đáng lắm. Chơi thân với anh lâu như vậy á, mà tự nhiên 15 năm trước anh bỏ đi, anh không nói một tiếng là sao? Tại vì 15 năm trước, sau cái ngày hôm đó, anh cùng với mẹ anh định cư ở nước ngoài, không kịp nói cho em biết. Vậy tự nhiên bữa nay về đây làm chi? Anh tìm em, anh tìm em để đưa em đi. Đi đâu? Đi những nơi chúng ta cần đi. Đi đâu trời? Đi đi. Thôi. Tại sao vậy? Gặp nhau đây là vui rồi, bây giờ anh đi về đi. Tôi còn phải đi nữa. Em đi đâu? Thì đi làm. Không đi làm được không? Không đi làm anh nuôi tôi hả? Ờ, anh sẽ nuôi em. Anh nuôi anh trước đi. Nè. Hồi nãy anh nói anh nuôi tôi, có thiệt không vậy? Thiệt. Anh không được gạt tôi đấy nha. Đã nói thiệt rồi mà, chỉ chờ em thôi đó. Ớt chuông. Mù tạt. Ớt chuông. Bây giờ được bỏ đi nữa nha. Anh hứa, dù có đi đâu anh cũng sẽ đi cùng em. Anh nói thiệt không? Thiệt. Trời ơi, ớt chuông ơi, em hạnh phúc quá à. Sao, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Má ơi, má, má thả con ra đi má. Má, thả con ra, thả con ra. Cái thiết diễn này thật là tinh tế. Nhưng mà má cũng đã xem rồi. Dạ. Mày muốn ra khỏi đây, trả liền cho tao 2.050.000 đồng chẳng. Vậy? Trả. 2 tỷ là nghe quen nè. Đúng. Còn 50 ngàn là sao? Trời đất ơi, bà hỏi mày ship đồ mày không có tiền đó, má mua ra má trả cho mày đó con. Trời đất ơi, con làm với má lâu như vậy mà má tính toán như vậy với con luôn hả má? Trời ơi, má quá đáng lắm nha má. Cái gì? Hả? Tao nói cho mày nghe nè, má con thì má con, nhưng mà cái nợ nần phải ra nợ nần đúng không? Có nợ, phải trả nợ là quân tử mà. Trả đây. Phải trả hết cho má tao mới đi được. Trả. Tiền đâu trả? Sao mày nói trả? Thì cho trả góp đi. Không cần trả góp đâu, trả tiền mặt luôn đi. Ai trả? Anh trả. Gì? Không, bỏ anh mì này cho wasabi. Tiền má đâu? Ủa? Trả! Trả tiền tôi! Trả! Anh ơi! Sao anh giờ tiền quá vậy? Trả anh mất của em! Kể từ ngày mẹ mất, chị có quan tâm gì tới con không? Chị có biết con muốn gì, con cần gì, hay đam mê của con là gì hay không? Chị cứ đắm chìm vô rượu chè. Ngày đó, nếu mà cha không bỏ mặt mẹ trong cơn lũ... Mẹ im đi! Mày là con nít thì mày biết gì chuyện người lớn. Chỉ cần biết tao là cha của mày, nói mày phải nghe tao. Ở yên trong nhà cho tao. Con không thể nào sống trong cái ngôi nhà ngột ngạt này được nữa. Con phải theo đuổi đam mê của con. Con muốn được làm chính mình. Được rồi. Bước vô nhà. Cha biểu mày bước vô nhà. Nếu như ngày hôm nay mà mày bước ra khỏi căn nhà này, từ nay trở đi đừng kêu tao là cha của mày nữa. Mày đi luôn đi. Vy. Vy. Còn những cái là con Tiến bỏ nhà đi luôn mấy năm trời,
đi theo ước mơ gì đó. Giờ nổi tiếng luôn. Anh nói giờ làm được lấy show nữa chứ. Lặn lội mua hai cái vé đi lên đây coi. Nhớ nó quá. Mà đi kéo bầy kéo lũ chứ điên mình sợ nhũn. Đủ theo bạn già. Coi đó. Mệt quá nằm thiêu thiểu ngủ. Xách xe chạy bỏ tôi đâu mất tiêu. Hùng ơi. Hùng ơi Hùng. Hùng ơi. Hùng ơi, bọn mình chung lớp chung đôi. Thời gian vàng son ngắn ngủi qua rồi. Ngày món nào chưa vay chứ trả cho thầy. Mười năm háo dây biết mòn bàn tay. Bàn tay hư hỏng, bàn tay, bàn tay hư hỏng. Bắt nói bàn tay hư hỏng. Bàn tay ổng tự nhiên tiêu điểu ngủ cái bàn tay xách xe chạy đâu. Bỏ tôi giữa mình Sài Gòn quá lệ sợn chết luôn. Mua cơm cho ông ăn nè. Quăng. Trời ơi ăn đi. Lai xô con cái tới nơi. Ăn uống cái gì? Mua cơm gì vậy? Nói không ăn mà hỏi mua cơm gì dạ. Thì hỏi coi coi có đúng cái món mình thích không. Yên tâm đi. Tôi biết ông thích ăn cá lắm. Cho nên tôi lặn lội tôi đi coi mấy cái tiệm cơm đó. Để tôi mua cho bằng được tép trang. Thôi, không ăn đâu, không ăn, ăn không ăn đi. Ăn không có vô. Ăn đi. Ăn không có vô. Ông vô, vô đây. Trời đất ơi. Ăn tiền. Cơm ngon quá. Đủ theo không có làm được tích sự gì hết. Một ngày ăn 18 cử. Chửi gì giữ thần vậy? Chửi giữ thần gì? Trời ơi, lại xô con cái tới nơi rồi. Mà thiệt luôn á, nôn nóng gần chết. Làm sao mà ăn được, nhớ nó quá mà. Dù sao thì nó cũng là con của mình. Bỏ sao được ông. Giận thì la một hai câu đó thôi. Chứ trời ơi, con mình mà làm sao bỏ được. Đúng không, tôi nói gì ông thấy. Nằm như liễm vậy đó. Ngồi lấy chạy coi. Làm gì vậy? Thì ngủ chứ làm gì. Ngồi nói chuyện với ông nói dài thòn nói đâu lại đâu. Phải gì? Ôi nói thiệt với ông bực ông lắm á. Đi tới đâu là ngủ tới đó. Ôi mấy bữa nay lo lắng cho nó. Khó ngủ gần chết vậy. Biết phải nói là ngủ liền đâu. Biết rồi không ngủ đâu. Biết ông khó ngủ mà giờ ngủ như chết rồi nha. Ngủ ra ngủ như lúc gì ta vậy? Nằm thiếu thiểu. Nằm thiếu thiểu thôi. Chú tiểu thôi nha. Tiểu thôi. Nằm chú tiểu. Ngủ tiểu. Ngủ chút xỉu nha. Chú xỉu đâu. Ngủ khó ngủ lắm. Khó ngủ biết mà. Còn ngáy nữa. Dậy đi trời. Tại cái mền. Cái mền sao? Cái mền có để thuốc ngủ ở trong nè. Thật ghê vậy. Vậy còn chứ sao. Dùng ly cái buồn ngủ liền luôn vậy đó ông. Phải không? Bỏ cái mền qua. Bỏ mền. Thầy ráng chừng mắt ra tôi nói chuyện với ông. Đúng rồi. Không có ngủ nghe gì nữa hết. Không ngủ nghe. Tại sao ông? Ông lên đây là ông giúp tôi. Đúng. Thì đáng giúp cho chót nha. Biết rồi. Yên tâm đi. Phải giúp chứ trời. Mình là bạn bè dưới quê mà. Ở gì? Khi mà anh em mình lên đây. Ngủ hoài. Mỗi lần như một. Mũ mỹ đó. Mũ mỹ, mũ mỹ. Tháng lần nào cũng muốn đi găng hàm mặt hết á. Mệt mỏi quá đi. Rồi ăn cơm đi. Tan cái tỉnh luôn, đói luôn đó. Ấy hả? Ăn miếng cơm. Ăn cơm đi. Ăn cơm. Tôi xin bịch canh. Ủa, xin bịch canh chi? Thì ăn chứ chờ hỏi biết nói gì cho vui. Thôi anh lẹ lẹ, cẩn thận. Ở đây lừa gạt cười lắm đó. Ờ, thôi rồi đáp rồi. Sống ở đời biết trước biết sau, thấy người hoạn nạn phải luôn cho tiền. Anh em như thể tay chân, chân thì không có phải dùng cánh tay. Trời ơi, kìa. Thấy người tàn tật phải thương, chứ đâu đứng đó tụi bay giễu cười. Giễu cười tao không mắc cười, tao trù hai đứa diễn hài không vui. Em có bao nhiêu cho tiền. Đúng rồi, không có giận thì mấy cái vui được. Giận này cần chết luôn á, chứ đừng giận. Cảm ơn. Nói
gì ngắn ngủn ngôn thơ. Nói nghe nè ông Anh ơi, thiệt tình là không phải là giễu cười ông Anh đâu. Trời ông mà ông Anh bị gì vậy? Ông Anh nhìn gì chạy vậy ông Anh? Ê, 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 tôi thấy rồi nè. Trời, thấy gì vậy? Đi xin ăn mà kẻ mắt nước. Cái đó là nước mắt không nội ơi. Ủa vậy hả? Nước mắt người ta. Ủa vậy ha? Sao vậy? Sao buồn vậy? Sao buồn? Buồn làm chi em ơi, hết duyên phần cũng lơ làng. Tiếc một đời sơ sát ngỡ ngàng, truyền tin trái ngang 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 ngang. Trời ơi, không biết chuyện tình trái ngang xong cái độc nó ngang dữ ha. Vậy là cái kiểu này là bị thất tình nè, đúng không? Chứ sao? Sao? Cũng vì lưỡi dịch xa bô, bu vô táp táp nuốt luôn cái lưỡi mình. Ôi trời ơi, thôi có nghe nè, tự lạng tự chịu đi nè, đúng không? Đâu có bệnh hoạn gì đâu. Bệnh hoạn rồi ông Anh ơi. Tôi nói thiệt, tụi tôi cũng khổ lắm. Thôi không có tiền cho ông đâu. Không có tiền đâu nha. Có tiền mà không chịu cho, tao chù lần nữa diễn hoài cũng không vui. Bước lên đây, bước lên, mày nhìn đến ra anh bước lên. Ông Duyên tên là tao ác nhân, ác nhân kìa. Cái lưỡi dịch sa bô nằm ở trong đó, mày đá đi rồi sao tao nói được? Nói được. Nói được đâu? Nói được. Ủa sao không nói luôn? Để cái máy vô người ta nghĩ mình khổ thiệt. Ủa tiền gì khổ giả hả? Khổ thiệt khổ, cho nó tăng cái level khổ lên. Ủa anh ơi, thấy gì cái bệnh hoạn người lắm anh ơi. Có thấy bệnh hoạn gì đâu, thấy còn được còn khỏe mà. Thấy bên ngoài thôi, nhiều khi mà trời ơi, trời ơi, ghê hả? Như bất biên vậy. Bệnh lắm anh ơi, bệnh này, bệnh này phải có tiền mới trị được. Làm gì có chuyện đó. Chẳng lẽ nói, chẳng lẽ phải nói một lần nữa. Anh không tin, để tiền thử đi, nó khác lắm. Thiệt không? Thử coi, để vô đúng rồi. Điểm đó, cho tiền đi. Trời. 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 Cảm ơn. Trời. Ủa, về lại cố chủ hả? Bật đi. Ôi gì hả? Ôi, ghê vậy. Mập lắm, làm gì không có được. Trời. Ê, nhìn đi như gà cúng mà không có cặp giò. Được. Nè, đó tôi gửi nghe. Trời ơi, hay quá. Hay quá trời. Nói chứ cảm ơn hai ông Anh nha. Làm gì làm đi. Đi về, về nhà ăn cơm vợ con. Sáng giờ đi làm mệt quá. Đúng rồi, đi. Đâu phẻ đi. Trời ơi, nói nghe nè, rồi bọn gì rồi chừng nào tới nhà? Nhà ở đâu vậy? Không được, nhà gần đây lắm. Nhà? Bước qua cái tới hả? Bước qua đâu mà tới? Bước qua cái tỉnh là tới. Bước qua cái tỉnh, cái tới rồi nhắm bước gì dưới còn tỉnh không? Tỉnh sao không tỉnh? Về tới nhà mới hôn mê. Được không? Tôi lo được mà. Trời ơi. Thôi giúp đi, giúp đỡ đi. Đỡ. Thấy thương không? Giúp đỡ cho. Xe đó. Cái gì? Sao hả? Ông anh tỉnh. Được. Ẩm không lên. Ẩm lên. Cái gì? Ẩm. Ông cái gì? Lui lui một cái thì tỉnh. Đây nè. Nha. Lui đó đó. Nghe cho nặng quá. Đi nè. Đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Thấy vậy chứ. Chưa? Đúng rồi. Được rồi. Đưa đưa ông lên. Ẩm ông lên. Ẩm ông lên. Không có tống bà đâu. Tống bà. Vậy là bị vi phạm pháp luật. Xuống đi. Chết rồi. Xuống đi. Đó, hỏi lần này không? Tôi nghe nè. Để mượn xe về ăn cơm cái xíu quay lại trả. Đi lẹ lẹ. Khoan. Đi xe mà không đợi nó mạo hiểm mang bắt chết. Trời. Được không? Cởi nó vô đúng luật đàng hoàng.
Chán toàn nghe, thượng lộ Bình Hán nghe. Dạ, đi nha. Đi đi, đi đi. Vậy vợ con đi. Đi nghe, vậy. Ôi, thấy thương quá, thương quá. Ôi, chết rồi, mà thương người ta rồi ai thương mình. Trễ giờ đi coi lấy số, gom đồ. Gom đồ bỏ lên xe đi, đi lẹ đi. Đi rồi, bỏ lên xe, bỏ lên xe. Để coi, coi kiểm tra. Làm gì vậy? Dạ, hồ đồ. Làm gì có chuyện mất, nó đề số đi rồi. À, nữa. Mất đâu, còn quá. Trời ơi, ơi. Biết tình luôn. Cũng do ông đầu óc mụ mị, không có nhớ gì cả. Dạ, không có nhớ, ghê lắm mà. Dạ, không có nhớ, ghê chứ. Không sao, không sao. Mất chiếc xe, về quê mua chiếc khác. Hả? Còn tiền. Còn tiền. Đi xe buýt lại đó. Ờ, thôi lấy tiền, đi xe buýt. Mất luôn cái bóp rồi. Trong cái bóp nó có tiền nè, nó có giấy tờ nè, và quan trọng là nó có cái cặp vé đi coi lấy show. Chết rồi, bây giờ mất tiền cũng được, mất giấy tờ cũng được, mà bây giờ mất xe thì xe đâu mà đi đây? Coi xe đâu? Có xe đâu? Cũng may mắn sao? Đâu? Nó để lại chiếc xà lan 4 bánh. Đỡ lắm đó. Xe này rồi sao đi? Kệ nó, tà cũng được. Thôi thôi, đi đi lẹ đi. Tập trung, chuẩn bị xong hết chưa? Máy quay xong chưa? Xong rồi. Diễn viên xong chưa? Dạ xong rồi. Rồi xong, mọi người tập trung, mình làm cho nhanh nha. Tập trung. MV 3 đâu đi. Sao anh không ăn? 3, 2, 1, action. Diễn viên ra. Rớt cái điện thoại ông nội ơi. À, sao không diễn mà la? Bể rồi nè. Diễn cái nét như chưa bể đi. Nữ chính xuất hiện. Chị ơi, sao vậy, sao vậy? Giờ sao? Điện thoại bể rồi xem diễn. Thì em diễn cái nét như chưa bể vậy đó. Thôi, không được đâu. Trời ơi, điện thoại bể rồi xui lắm, không có được. Cố gắng giùm chị đi bé. Thôi, giờ đổi điện thoại đi, em đi diễn, không đổi em không diễn đâu. Thiết kế! Em đi á. Thiết kế! Rồi, rồi, được rồi, cảm ơn. Quay! Anh ơi! Có tin nhắn em ơi, nhận tin nhắn. Chị, có em nữa rồi. Sao đây? Điện thoại bàn xem tập tin nhắn. Chị nghe tin nhắn thoại đi. Vậy thì phải có thoại em mới nghe được. Em diễn này chị ốp chưa? Trời ơi. Anh ơi, anh ra khỏi nhà chưa nhớ anh quá. Chị, trời ơi, chị thoại gì xem diễn. Trời ơi, em khó quá. Giờ chị ốp cho em rồi đó. Chị ốp cái tiếng mà người thứ ba mà nó nhẹ nhàng, nhõng nhẽo xíu. Ok em. Anh ơi, anh ra khỏi nhà chưa, em nhớ anh quá à. Chị. Cắt. Ôi. Xong chưa đâu chị? Xong, chúc mừng anh em. Hết đàn hả? Xong rồi. Đẹp không chị? Làm tốt lắm em. Thôi, cảm ơn mấy đứa, cảm ơn. Đẹp. Anh, đẹp cho đẹp không anh? Hôm nay em diễn rất tốt. Hôm nay ekip cũng chuẩn bị rất tốt. Chị đạo diễn cũng rất tốt. Riêng cái máy quay không tốt. Tại sao? Lộn quá, nó hư rồi. Chị ơi, chị. Bé ơi, bữa nay mình lỡ gặp sự cố, mai mình quay cũng được. Đừng buồn. Kéo cái ghế đi đâu vậy? Em đi chơi nó khô máu như vậy. Trời ơi, đi lẹ đi, trời ơi, đi lẹ đi, bà ơi. 45kg, cao 1m5 nhưng lại xém làm tim em hết chỗ. Thầy bói đã nói rồi, cưới em về nhà là đời anh hết khổ. Cầu trời anh trúng số để anh rước em liền. Vì cái tính em hiền, yêu em thì là miễn phí, nhưng thổ lộ bằng miệng là phải tính thêm tiền. Cuối năm qua nhà em nghẹt tía, em muốn anh mang trầu cao.
Má em cũng dư ân rồi, vậy giờ ý anh yêu sao anh ơi. Hai đứa năm nay làm ăn đàng hoàng, qua năm mới ta xây nhà cao xong ta đi hết năm châu rồi. Thôi mình về Tiền Giang, Long Xuyên, Cần Thơ. Cảm ơn các anh nhiều nha. Em nói nha, bữa nay live show chị diễn ra hả? Trời, khán giả ở đây coi chị quá trời luôn kìa, thích lắm nha. Khéo mồm, khéo miệng. Thôi vô chuẩn bị đi chị. Rồi. Nè, vô chuẩn bị. Lo sắp xếp cho tôi nha. Mấy chị ơi, vô đây giùm em cái, mình chết dây sát, mình vô trong nha. Mấy chị rắm ơi. Hey, vô. Ê. Ây da, năng lượng dữ vậy anh. Ủa, còn ai nữa không vậy? Còn tụi tôi. Chào chú. Chào cô chú. Cô chú đi đâu vậy? Đi coi ráp. Coi ráp chồng hả? Coi ráp. Trời ơi, đó là đây trẻ trẻ mà cô chú đây không có hợp đâu. Khi dễ ha. Nè, rapper đợi đầu nha. Rapper đợi đầu hả? Đặc sản quê tôi, nem Lê Dung. Tặng con hả? Tặng á. Trời ơi, quý quá, ngay món con thích nè. Thích, dạ, nhúc nhích vô, nhúc nhích vô. Khoan, được. Anh, thông cảm đi. Chương trình trong chuẩn bị là phải có tên trong danh sách mới được. Thông cảm với con không có cho vô được đâu. Tôi xin chú mà. Con nói không có được mà. Tôi xin chú mà. Con nói không có được. Tôi xin chú mà. Không đâu. Xin Giang xin xin chú thương tình cho vô. Vợ chồng già mê ráp đã lâu, ngày hôm nay ổng còn bị ho gà. Họ ra nguyên con gà. Mình ơi mình đừng ho nữa đi. Nhưng bỗng nhiên tôi đây lại thèm ho. Mình ho hoài là đi cách ly. Nếu cách ly sẽ không hỗ trợ cho thằng Thi. Hiểu cho tôi. Con con thấy trời, thấy cô chú như thương chú bệnh tôi nghèo quá trời luôn á cô. Mấy cô vô nha. Cô vô hả? Dạ cô vô. Thương đây mà sao cho đây vô? Dạ. Vô. Phải, chú bị bệnh mà chú. Chú bị bệnh chổng nhạc sôi động rồi nó đánh sôi sùng sục chín con gà của chú luôn đó. Vô. Đúng đó mình. Mình nằm đây đi. Để mình tôi vô được rồi mình. Đâu. Hai đứa mà có một thằng vô thì mày ráng nằm đi. Coi ráp xong tao ra tao kể liền. Trời, ráp mà nó kể sao hiểu đây. Nhưng ở trong nó con của tao. Coi con chung đi, cho con chung vô chung. Không có được mà, nó con của tao. Tao đã nói 6 câu rồi mà sao mày không hiểu. Nằm đó đi để tao vô. Ai đau sao cầu trời, ai đau trong lòng mà ai không quên bạn, ai sầu tình chung ngồi nhớ à nhớ mày mình chứ nhớ ai sầu chung. Tôi vô trong mà tôi ngồi cái người ta tôi nghe lạ hơi rồi. Tôi cũng nhớ mình, tôi chịu không có nói. Dạ, bây giờ không muốn nói gì hết. Ok, động lòng. Vô đây. Vô. Ủa mà khoan. Thôi vô chi bất công, tại vì hồi live show diễn ra đây luôn. Ủa gì xét vé anh chị? À, xét vé vô trọng chụp ảnh lưu niệm thôi hả? Thôi không vô đâu. Mọi người ơi. Xin chào tất cả mọi người đã có mặt tại live show của chị Ruby. Trước khi live show diễn ra, chúng ta sẽ có một cái thử thách nhỏ nhỏ để làm nóng không khí ha. Thử thách đó chính là ai sẽ là người thể hiện sôi động nhất và ấn tượng nhất, được nhiều người bình chọn nhất thì người đó sẽ được chiến thắng. Phần thưởng đó chính là cặp vé giao lưu trực tiếp với chị Ruby. Hấp dẫn chưa nào? Phần biểu diễn đầu tiên đến từ nữ rapper Sukana và nam rapper Tâm Kê. I love you twice as much tomorrow. Oh, oh, oh.
như là ăn cá, nên lâu lâu anh cũng bị mất xương. Coi vậy chứ dịu dàng mà đánh đá em hành anh quá cũng bởi vì chắc thương. Hôm ấy anh nói với tía má là qua mùa dịch anh qua giấc em luôn, mà vớt vớt luôn nhạc cụ nhạc mẫu đưa về một nhà để cho đỡ buồn. Yêu em không cần nhắc nhở nhiều như nhạc chờ cài đặt Bluezone. Một thông tin truyền thông y tế đề nghị cài đặt Bluezone. Khúc này là hát nhạc chờ, bây giờ chuẩn bị qua tới nhạc chính nè. Rồi bây giờ xin mời ai nè, ai có thể bước ra so tài với anh Tâm Kê nè. Rồi, bây giờ ai bước ra so tài với anh Tâm Kê, bước lên một bước. Chúc mừng cô chú rapper đời đầu. Xuất sắc, cô chú chấp nhận so tài với anh Tâm Kê và chị Sukana. Không có. So phần thưởng hấp dẫn lắm đó. Một cặp vé giao lưu trực tiếp với chị Ruby. Chơi đi, chơi. Đang giúp tao đi. Một, tao lại. Hai, ba, action. Đi. Mình sáng tươi, quê anh ruộng lúa bao la đầy đồng. Gió nhẹ nhẹ lại ngang nghiêng cành lúa trổ bông. Bờ đi đồng sương ướt mưa, trời xanh dần nhờ chim ca. Liễu lo tung tăng nắng mai chan hòa. Mời em về đây thăm quê anh, nơi bình yên mang tên Đồng Tháp. Anh lớn lên nhờ cánh đồng xanh và có tình người miền Tây ấm áp. Em có thấy thương nhiều không, cái cuộc sống ở làng quê nghèo. Tình làng nghĩa xóm đậm đà thủng hoàng như là tô bún nước lèo. Đây là dòng sông quê lúc nhỏ anh từng văng câu. Xa xa kia là đồng cỏ, anh cùng đám bạn chăn trâu. Sáng sớm anh đi ra đồng một cô bắt ốc sau nhà anh bo. Tối về mình đem hấp xả sách cây đằng cùng giờ nhậu giờ có. Mời em đến thăm quê anh mùa lúa chín thơm rộn ràng. Tiếng hò lơ ngày vui gần ái rền vang. Đẹp áo bà ba trắng xóa, bàn tay dịu dàng nhanh nhanh. Cắn nhanh lúa thơm ngát hương hai mùa. Giữa thành thị đẹp xa qua anh đưa em về hướng gió miền Tây. Nơi mảnh đất bạc ngàn ruộng đồng chỉ nhìn thoáng qua là mến liền ngay. Em có thích hay là không cảm giác nhịp nhàng như cánh cò bay. Ngọt ngào, sự trong lành không ở đâu xa chỉ có tại đây. Anh là trai miền Tây, một đứa con của sông nước. Biệt danh anh Tư Bảo Bảo, một cái tên thật hài hước. Cuộc sống qua đồng giản dị, có âm nhạc là cùng bước. Chỉ cần em gật đầu cái đùm, anh phi châu tận nhà anh rước. Ơi hò ơi, hò ơi, ơi hò ơi. Anh mời em ghé thăm chỗ đây một lần. Mời mời em về quê anh, có tiếng ca đậm tình, tiếng ca chiều mến đậm tình quê hương. Ôi, quá tuyệt vời cô chú ơi, quá tuyệt vời, không hổ danh là rapper đời đầu. Ai bình chọn cho chị Sukana và anh Tâm Kê hả? Và ai bình chọn cho cô chú rapper đời đầu ạ? À? Quá rõ ràng, mọi người bình chọn cô chú rất là nhiều. Việc đó đồng nghĩa với việc là người chiến thắng đó chính là anh Tâm Kê. Xin chúc mừng Tâm Kê và chị Sukana. Đó. Vâng, phần thưởng của anh chị đó chính là cặp vé giao lưu trực tiếp với chị Ruby. Đây, xin chúc mừng anh chị. Chú Lan. Dạ. Hai đứa tôi hát đặt cổ vũ quá mà không được nha. À, cô chú thông cảm đi. Anh Tâm Kê, chị Sukana nổi tiếng. Với lại cô chú đến đây vậy là vui rồi. Ha, không sao hết á. Dạ con chào cô chú ạ. À. Dạ chào cậu. Cho con xin nhường lại hai tấm vé lại cho cô chú ạ. À. Ủa sao vậy? Cậu thắng mà. Dạ thắng thua không quan trọng đâu ạ. À. Nhưng mà cái con thấy được ở cô chú là đã lớn tuổi rồi, nhưng mà vẫn thích và vẫn thể hiện được cái thể loại nhạc rap của tụi con quá xuất sắc. Cho nên con thấy cô chú đáng được nhận hai tấm vé này hơn. Mong cô chú nhận cho con mừng ạ. À. Trời ơi, cô nè, thương con ghê không? Cảm ơn anh Tâm Kê. Xin chào tất cả mọi người. Ủa, chị Đức Vy. Chụp hình, đi qua chụp hình với nhau đi. Mọi người, chờ chút đã. Cô chú qua chụp hình với con. Cô, đi cô.